Ở đây thì cũng còn nhiều anh chị chưa chia sẻ, xem là anh chị có trải nghiệm khoáng nóng chưa. Tuy nhiên là Quyên kỳ vọng là chúng ta trong thời gian ngắn sắp tới đây chúng ta sẽ có nhiều dịp, nhiều thời gian và trải nghiệm được khoáng nóng để chúng ta có thêm cái trải nghiệm thực tế, thì chúng ta sẽ dễ chia sẻ. Và đồng thời khi mà các anh chị có cái trải nghiệm thực tế rồi thì tiếp xúc với cái phần thông tin về công nghệ mà chủ đầu tư thực hiện thì anh chị sẽ có thể hình dung nó chi tiết hơn và đồng thời truyền tải tới khách hàng trọn vẹn hơn. Thì cái buổi ngày hôm nay sở dĩ có là do chủ đầu tư cũng nhận được khá nhiều câu hỏi của các anh chị. Tổng cộng chúng ta có 32 câu hỏi liên quan tới các vấn đề về chi tiết của kỹ thuật của biệt thự nè, bàn giao nè, khoáng nóng nè, an ninh, sân vườn. Thì chủ đầu tư đã lồng ghép tất cả các cái vấn đề mà anh chị quan tâm chuyên sâu vào trong cái file đào tạo ngày hôm nay. Thì chúng ta sẽ đi qua từng phần để có được câu trả lời cho các anh chị. Đối với những câu hỏi nào mà đi qua hết 82 cái slide ngày hôm nay mà các anh chị chưa tìm thấy câu trả lời, hoặc là câu trả lời nó chưa thỏa đáng, thì các anh chị có thể nhắn lại một lần nữa. Nhưng mà nghe xong hết 82 cái slide này rồi hãy nhắn lại một lần nữa nha. Có nghĩa là Quyên đang cài cái câu trả lời vào trong từng phần của cái slide để trả lời cho câu hỏi mà các anh chị có quan tâm trong tất cả các câu hỏi gửi về. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu với các cái thông tin đầu tiên về khoáng. Thì câu hỏi nhiều nhất nhận được là về khoáng. Nhiều anh chị thì đang tư vấn cho các khách hàng là mặc định khoáng là tốt. Nhưng mà nếu như anh chị có một vài thông tin sâu hơn về nguồn gốc là vì sao khoáng lại tốt, thì cái lời tư vấn của chúng ta sẽ càng có thêm cái sức thuyết phục. Không phải ngẫu nhiên mà ở Nhật người ta lại dành nhiều cái sự ngợi ca cho khoáng nóng. Người ta coi nó là nơi tâm hồn được thư giãn cùng cơ thể được tái sinh. Thì tại sao lại như vậy? Anh chị hãy dành ra một chút xíu thời gian để chúng ta nhìn lại cái quá trình hình thành của một cái dòng suối khoáng nóng. Thì cái dòng suối khoáng nóng trong tự nhiên á, nó hình thành, nó trải qua hàng triệu năm, tức là từ khi mà kiến tạo vỏ trái đất và có những cái vết nứt của quá trình hình thành và vận động địa chất, thì những cái vết nứt này theo thời gian, các anh chị biết là nước thì từ mưa xuống nè, từ tuyết tan thì nó sẽ đi theo những cái vết nứt đó và đi xuyên qua rất là nhiều cái tầng địa chất. Thì khi mà đi xuyên qua những cái tầng địa chất như vậy á, nó sẽ tiếp xúc với rất nhiều loại đá. Trong đá thì nó sẽ có khoáng chất, và không phải là một loại mà là nhiều loại khoáng chất khác nhau, và có cả khoáng chất, có cả các cái chất vi lượng. Và những cái ở những cái vùng á mà có núi lửa, thì khi mà cái dòng nước, dòng suối á, nó đi qua những cái vùng địa nhiệt khác nhau á, thì nó có cái hấp thụ nhiệt. Và ở những cái tầng nước ngầm, ở những cái tầng đá ngầm, nó còn có những cái loại đá nóng nằm ở trong cái nằm ngầm ở trong lòng đất. Thì như vậy thì khi mà những cái người ta nói là nước chảy đá mòn mà, thì mỗi một cái ngày qua ngày gì đó mà hàng ngàn năm rồi hàng triệu năm, thì cái dòng nước đó nó sẽ chứa đựng những cái vi chất, vi lượng, những cái khoáng chất qua quá trình mà nó chảy qua những cái tầng đá và tiếp xúc với những tầng đá đó. Còn nhiệt thì nó sẽ đến từ cái quá trình địa nhiệt xảy ra ngầm trong lòng đất và quá trình tiếp xúc với đá nóng. Thì như vậy chúng ta sau hàng triệu năm hình thành của trái đất, thì con người sẽ tìm thấy những cái dòng suối nó có cái nhiệt độ ấm áp hơn so với nhiệt độ của nước thông thường, thì nó có chứa đựng khoáng trong đó nữa, và người ta mới gọi nó là những cái dòng suối khoáng nóng. Và đa số những cái khoáng chất này nó ở trong tự nhiên á, thì nó đều tốt cho sức khỏe và đã được kiểm nghiệm thông qua hàng nghìn năm con người sử dụng. Thì bạn cứ hình dung là ngày xưa những người cách đây hàng ngàn năm, người ta đi thì chủ yếu là người ta làm nông mà, người ta đi vào rừng, người ta săn bắn, người ta khai thác gỗ hoặc là đi vào trong rừng để làm nông nghiệp. Thì khi mà công việc đó thì nó vất vả và người ta nhìn thấy những cái dòng suối khoáng. Những cái dòng suối ban đầu thì họ nhìn thấy là nó có cái hơi ấm. Thì khi mà tới họ ngâm chân rồi họ sử dụng, họ tắm trong dòng suối đó, họ thấy khỏe hơn. Và từ từ thì nó trở thành một cái bí quyết của họ. Tức là khi mà những cái lúc mà họ lao động vất vả thì họ lại tìm tới những cái
dòng nước khoáng nóng này để họ tái tạo năng lượng, phục hồi lại. Và anh chị hãy hình dung ở Nhật thì có những cái mùa trong năm khí hậu rất là khắc nghiệt, bao quanh là tuyết trắng, mà người ta có thể tìm thấy những cái dòng nước ấm và ngâm mình trong đó để nó khỏe ra và được phục hồi cơ thể lại. Thì đó là chính là cái lý do mà trải qua hàng ngàn năm người ta rất là trân quý cái món quà từ thiên nhiên này. Và không phải chỉ có những cái người mà thường xuyên đi vào trong rừng, trong núi người ta mới có cơ hội để mà ngâm mình trong khoáng nóng. Vì do cái hoạt động địa chất ở Nhật đó, nó rất là đa dạng, cho nên nguồn khoáng nóng, các suối khoáng nóng ở Nhật cũng nhiều. Thì chính vì cái nhiều đó nên là nó đưa tới gần gũi hơn với người dân ở Nhật. Và những người mà có điều kiện ở những cái vùng núi mà nhiều suối khoáng á, thì họ sẽ đi càng lúc càng sâu vào trong những cái suối khoáng này để họ tìm thấy nhiều cái trải nghiệm khác nhau. Còn ở các cái vùng khác á, thì người ta bắt đầu mới dẫn những cái dòng suối khoáng này về tới những cái vùng có những cái bản, cái làng, những cái ngôi làng nhỏ nơi mà họ sinh sống, để cho cái việc mà ngâm khoáng nóng, dùng khoáng nóng để chăm sóc sức khỏe nó trở nên thường ngày hơn đối với người Nhật. Và đó là lý do mà cái văn hóa ngâm khoáng nóng onsen đó bắt nguồn từ Nhật và nó được gìn giữ lâu dài từ hàng ngàn năm và trong suốt cái chiều dài lịch sử của những người ở Nhật Bản. Thì không phải chỉ có những người mà sống lân cận ở những cái vùng này thì người ta mới có được cái cơ hội ngâm khoáng nóng đâu, mà phổ biến ra tất cả các tầng lớp, tất cả đối tượng người dân ở Nhật Bản. Một cái hình mẫu nữa có thể giới thiệu tới anh chị biết là Nhật thì người ta nói về sức mạnh thì người ta lúc nào, và nói về cái sức mạnh và ý chí thì lúc nào người ta cũng nhắc tới những cái võ sĩ samurai. Anh chị thấy đó, họ cơ bắp rất là cuồn cuộn đúng không? Nhưng mà sau cái quá trình mà họ rèn luyện, họ tra sau những cái trận chiến á, thì họ cũng cảm thấy là cơ thể họ cũng mệt mỏi và họ cũng cần cái sự tái tạo. Thì họ làm cách nào? Và những cái võ sĩ samurai này họ cũng dùng cái phương pháp đó là ngâm mình trong khoáng nóng và thả lỏng những cái cơ bắp của họ để cho nó giảm đi những cái cơn đau nhức, cảm thấy được thả lỏng, được phục hồi. Và đó chính là bí quyết của những cái võ sĩ samurai. Rồi không chỉ có là võ sĩ không, mà về sau cái văn hóa ngâm onsen thì nó phát triển rộng rãi, trở thành một cái phong tục, một cái văn hóa cho tất cả những cái tầng lớp người dân ở Nhật Bản. Từ thương nhân, từ doanh nhân, họ luôn luôn muốn đầu tư để cải thiện lại cái trải nghiệm ngâm khoáng nóng. Không phải là chỉ là đi vào rừng mới ngâm khoáng nóng, hay là đi đến cái dòng suối mới ngâm khoáng nóng. Bắt đầu kể từ khoảng thế kỷ thứ 17 trở đi, thì người Nhật họ đã biết là đầu tư thêm các cái cơ sở vật chất để họ có được một cái trải nghiệm ngâm khoáng nóng nó đa dạng và độc đáo hơn. Ví dụ như là họ làm những cái chòi nghỉ nè, họ làm những cái khu nhà vòm vọng cảnh và thưởng trà, rồi sau đó là nghe tiếng chim hót và có người đánh đàn để cho cái trải nghiệm ngâm khoáng nóng nó được phong phú. Và từ đó họ mới đúc kết ra được rằng cái mà làm nên cái sự thư giãn và tái sinh cho cả cái tâm hồn và cơ thể á, thì nó đến từ cái yếu tố là vừa cái vẻ đẹp của cái phong cảnh xung quanh và cái tác dụng của khoáng nóng. Do đó nên là đối với người Nhật á, thì cái việc mà tắm khoáng nóng nó rất là thân thuộc và nó rất là quan trọng. Như anh chị cũng có thấy trong cái thống kê của Nhật thì thực hiện năm 2023, nếu như mà có một cái kỳ nghỉ dài thì người ta sẽ lựa chọn là một là nghỉ ngơi tại nhà, hai là về quê thăm bố mẹ, thăm gia đình, hoặc là ba nữa là họ đi ngâm khoáng nóng. Và khi mà họ biết được á, cái tác dụng của cái liệu trình trị liệu bằng khoáng nóng á, nó đến từ khoáng nóng và đến từ vẻ đẹp thiên nhiên, thì một câu hỏi đặt ra là nếu như một nơi mà nó có vẻ đẹp thiên nhiên rồi nhưng mà nó không có khoáng nóng thì anh chị làm sao? Thì từ cái câu hỏi mà một nơi mà có vẻ đẹp thiên nhiên mà không có suối khoáng nóng á, thì nhiều người sẽ nghĩ là cái đó là bất lợi. Nhưng mà thông thường tất cả những cái sự cải tiến và sự đột phá nó sẽ đến từ một cái bối cảnh bất lợi như vậy. Quân lấy một vài ví dụ cho anh chị thấy. Hiện nay Việt Nam chúng ta là nước xuất khẩu cà phê lớn thứ hai trên thế giới. Nhưng mà nếu quay lại lịch sử 200 năm trước thì chưa có một bất kỳ một cái hạt cà phê nào ở Việt Nam hết.
Tới năm 1857 thì người Pháp mới mang cây cà phê đầu tiên vào Việt Nam để trồng. Và cho tới ngày hôm nay thì chúng ta mới là nước xuất khẩu cà phê lớn đứng thứ hai trên toàn thế giới. Hay là trong tất cả các không gian sang trọng mà hiện nay các anh chị đều thấy thì luôn luôn có một cái loài hoa là hoa lan. Lan thì có bây giờ thì có rất là nhiều loại luôn. Nhưng mà nguồn gốc của hoa lan thì nó cũng không phải xuất nguồn từ trong các khu vườn, trong các đô thị đâu, mà là người ta cũng mang từ trong rừng về. Rồi sau đó lai tạo nó để tạo ra những cái giống mới, nó thích hợp với điều tiết thời tiết khí hậu, nó thích hợp với môi trường ở trong nhà. Rồi thêm một ví dụ nữa, một cái con vật cũng rất là quen thuộc với anh chị đi, thì con mèo này đầu tiên hết thì nó cũng không phải là ở trong nhà với chúng ta. Con mèo này cũng có nguồn gốc từ rừng, nó là một loài thú rừng và cũng được con người thuần chủng để nuôi và bây giờ nó trở thành thú cưng. Hầu như nhà nào chúng ta ai cũng biết con mèo này hết. Nhưng mà ngày trước trước khi mà thuần chủng nó thì trong nhà chúng ta cũng đâu có con mèo này. Thì như vậy bây giờ anh chị có bao giờ các anh chị đặt câu hỏi là vậy thì vì cái cây cà phê đó không phải là thuần chủng tại Việt Nam cho nên cây cà phê trồng ở Việt Nam nó không ngon không? Và khi mà cần một cái chậu lan thì anh chị nghĩ là anh chị đã tìm cái giống lan mà đã được lai tạo, đã được chọn lọc giống rồi, hay là anh chị nghĩ là phải đi vào trong rừng để tìm một cái cành lan thì nó mới là cái cành đẹp nhất và cái cành dễ trồng nhất? Hay là anh chị mà muốn nuôi một con mèo cưng đi thì anh chị có nghĩ là đi vào rừng tìm con mèo rừng nữa nó mới là con mèo dễ thương nhất và ngoan nhất không? Thì đó chính là những ví dụ để cho các anh chị thấy là cái gì chúng ta có thể chọn lọc thì chúng ta thường là sẽ chủ động chọn lọc cái đặc tính tốt nhất. Đối với khoáng cũng như vậy. Khoáng thì anh chị sẽ thấy là ở Nhật thì họ định nghĩa khoáng nóng trị liệu, có nghĩa là khoáng có nhiệt độ từ 25 độ C trở lên. Và ở trong cái nước khoáng đó thì nó có những cái thành phần khoáng chất có lợi cho sức khỏe đã được liệt kê theo luật Onsen. Còn khoáng nhân tạo hay còn gọi là khoáng trị liệu, tức là cái khoáng đó là khoáng có nguồn gốc từ tự nhiên và được bổ sung vào trong nước. Như vậy nó cũng là nguồn gốc từ tự nhiên nhưng mà tại cái địa danh mà người ta sử dụng khoáng đó thì nó không phải là một cái dòng suối khoáng chảy ra từ dòng nước ngầm mà nó sẽ là dòng nước nóng được bổ sung cái khoáng chất tự nhiên vào để tạo thành cái suối khoáng nhân tạo. Và Quyên nhắc lại một lần nữa là ở Nhật á, người ta cũng không có hỏi là đây là khoáng tự nhiên ở ngay chỗ cái lòng đất này khai thác lên hay là đây là cái dòng khoáng nhân tạo, mà người ta chỉ hỏi cái chất lượng nguồn khoáng này có trị liệu hay không. Có nghĩa là có những cái thành phần khoáng chất đạt cái tiêu chuẩn trị liệu theo quy định của luật Onsen của Nhật Bản hay không. Tức là ở tại Nhật thì người ta chỉ quan tâm một yếu tố thôi, đó là nó có đạt được tiêu chuẩn trị liệu hay không. Thì đối với chúng ta tại Nhân Trạch như các anh chị đã biết á, thì chúng ta không có dòng khoáng tự nhiên ngay trong cái phần địa chất của Nhân Trạch, chúng ta không có dòng khoáng tự nhiên. Chính cái điều đó nó đã cho phép chúng ta là có một cái bước đột phá, đó là chúng ta chọn những cái nguồn khoáng tự nhiên tốt nhất của Nhật Bản mang về để mà tạo nên dòng suối khoáng nhân tạo có cái chất lượng trị liệu theo tiêu chuẩn của Nhật Bản. Và chúng ta làm điều đó bằng cách là chúng ta chọn lọc những cái nguồn suối khoáng tự nhiên tốt nhất của Nhật và sau này có thể không phải của Nhật nữa mà là trên toàn thế giới. Nếu nơi nào có cái kiểm định là chất lượng nguồn khoáng tốt và phù hợp với cái chủ đề sức khỏe mà chúng ta đang lựa chọn thì chúng ta hoàn toàn có thể chọn cái nguồn khoáng tự nhiên đó để mang về cho EcoVillage, tại vì chúng ta đã đầu tư công nghệ có thể sử dụng được các loại khoáng hòa tan trên thị trường. Và cái khoáng mà chúng ta đang lựa chọn đó là chúng ta đã chọn lọc những cái ưu điểm đã được khắc phục tất cả những cái điểm bất cập trong cái suối khoáng nóng tự nhiên. Anh chị cũng biết là lúc nãy Quyên giới thiệu đó, khoáng tự nhiên thì nó chảy qua các cái tầng địa chất khác nhau và có những cái đoạn thì nó cũng lộ thiên, thì có thể nó cũng nhiễm vi sinh vật, có thể nó cũng có những cái kim loại nặng, hoặc là có thể là suối sulfur đây thì nó cũng sẽ có những cái mùi, ví dụ như là anh chị sẽ thấy nó hơi hăng, mùi hơi thối, đó là mùi đặc trưng của sulfur. Thì đến cái suối khoáng mà chúng ta chọn cái bột khoáng về thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng công nghệ để xử lý nó.
và chúng ta kiểm soát được hàm lượng để 100% các cái suối khoáng này là đều có tác dụng trị liệu. Tại vì mình đã chọn cái loại khoáng tự nhiên tốt nhất để mà mình sử dụng cho cái suối khoáng của mình, thành ra nó đều có tác dụng trị liệu. Và cái khoáng chất này, nhắc lại một lần nữa, là nguồn khoáng chất 100% là khoáng chất tự nhiên, chứ không phải là các cái chất hóa học này chúng ta tạo ra bởi phản ứng hóa học hay là bởi những cái hoạt động công nghiệp nha anh chị. Đây là nguồn gốc từ khoáng chất tự nhiên, chúng ta kiểm soát về định lượng để nó đạt được cái chất lượng trị liệu. Chúng ta đã loại bỏ hoàn toàn các tạp chất, các kim loại nặng hoặc là mùi lẫn trong tự nhiên. Và cho tới hiện nay á, các cái cơ sở kinh doanh về khoáng, nếu mà họ có một cái dòng suối khoáng tự nhiên thì họ cũng sử dụng công nghệ để lọc, để kiểm định, cũng làm giống y hệt như mình, chỉ có khác cái là mình pha cái khoáng mà mình muốn ngay từ đầu, còn họ là họ dẫn cái dòng khoáng tự nhiên, sau đó là họ lọc. Và các cái thành phần khoáng đã được giám sát bởi luật Onsen của Nhật, và chúng ta khi thiết kế thì chúng ta sẽ lựa chọn theo cái chủ đề mà chúng ta mong muốn. Thì ai làm cho chúng ta việc này anh chị? Để làm những cái việc này thì chúng ta sẽ chọn đơn vị đối tác có kinh nghiệm lâu đời trong lĩnh vực khoáng nóng, thì chúng ta hợp tác với Raymond. Ở đây Nguyên thấy cũng có nhiều anh chị là có một chút nhầm lẫn. Raymond không phải là cái thương hiệu về vận hành nha anh chị. Họ là đơn vị đối với Ecovillage và đối với cái phần khoáng nóng, thì họ hợp tác với chúng ta trong cái lĩnh vực đó là họ tư vấn kiến trúc, tư vấn cảnh quan và tư vấn kỹ thuật onsen. Thì như vậy thì tất cả những cái thiết kế của chúng ta là đều đảm bảo cái tiêu chuẩn kỹ thuật theo cái tiêu chuẩn của Nhật Bản, và đồng thời cũng mang lại cái trải nghiệm chuẩn Nhật. Trải nghiệm chuẩn Nhật có nghĩa là trải nghiệm sao? Thì chúng ta dành ra một cái quỹ đất hơn 5.500 mét vuông để chúng ta làm một cái onsen clubhouse trị liệu, tức là đưa dòng khoáng nóng mang cái tiêu chuẩn trị liệu về trong cái clubhouse này. Thì chúng ta có cái kết cấu trong clubhouse, hôm nay nó cũng là một cái phần mà Quyên muốn chia sẻ kỹ, là các anh chị phải hiểu rõ về cái clubhouse này. Tại vì khi nó là một cái tổ hợp trị liệu bằng khoáng nóng lớn nhất Việt Nam, thì chúng ta phải thấy là nó là một cái giá trị gia tăng thêm cho những cái khách hàng của chúng ta sở hữu bất động sản ở Eco Village. Cho dù là sở hữu ngay onsen hay là cho dù sở hữu bất kỳ cái bất động sản nào ở trong một cái tổ hợp mà nó có cái tinh thần trị liệu và nó có cái công năng trị liệu được đầu tư kỹ lưỡng tại onsen clubhouse, thì nó cũng mang cái giá trị cộng hưởng vô cho tất cả các bất động sản của chúng ta. À, như vậy thì chúng ta hiểu cái kết cấu của cái onsen clubhouse này nó sẽ như thế nào. Ở đây thì chúng ta sẽ có 3 tầng. Thứ nhất là cái tầng ngầm, tức là tầng hầm ở phía bên dưới, chủ yếu dùng cho phần kỹ thuật. Và thứ hai, lên phía bên trên thì chúng ta sẽ có các cái bể chủ đề và các không gian ngâm khoáng, không gian nhà hàng. Lên tầng trên nữa thì chúng ta sẽ có phần spa trị liệu. Rồi bây giờ, vì sao chúng ta phải đầu tư để mà có được một cái onsen clubhouse quy mô lớn như vậy? Bởi vì nếu mà một cái chu trình tắm onsen chuẩn Nhật thì chúng ta có yêu cầu rất nhiều không gian. Từ cái sảnh đón tiếp vào thì nó phải làm cho người ta có cảm giác thư thái trước đã. Cho nên anh chị thấy riêng trong cái onsen clubhouse chúng ta có tới hai phần, hai khu vực reception rất là lớn và hai cái khu lounge để mà đón khách. Sau đó chúng ta phải có cái không gian nhà hàng, khách hàng có thể dùng một cái tách trà nóng hoặc là sau cái liệu trình tắm khoáng thì khách hàng dùng bữa ăn ở tại nhà hàng kiểu Nhật. Thì chúng ta cần có những không gian đủ rộng, do đó nên chúng ta mới dành một cái phần diện tích lên tới 5.500 mét vuông. Và anh chị cũng thấy đó, đó là cái clubhouse lớn nhất ở trong Ecopolis của chúng ta. Sau đó đi vào trong thì chúng ta thông thường ở Nhật luôn anh chị, là họ tắm các bể onsen công cộng, có nghĩa là nam nữ đều tắm chung, ngâm chung. Kể cả một số nơi mà chúng ta không có nhiều cái điều kiện không gian và diện tích á, thì chúng ta cũng sẽ là khu vực thay đồ riêng nam nữ, nhưng mà khu ngâm bể là ngâm chung. Nhưng đối với onsen village thì chúng ta có cái định vị là nó cao cấp hơn hẳn, cho nên chúng ta sẽ có cả cái khu chung và cái khu riêng. Tức là khu vực bể chung là các cái khu bể để mà chúng ta có 7 khu bể chung để ngâm, nó sẽ thiên về là bể ngâm ngoài trời. Và chúng ta sẽ có hai khu riêng biệt, ngâm khoáng nam riêng nữ riêng. Rồi sau đó chúng ta có thêm một cái villa VIP 3 phòng ngủ để cho
những người ta muốn lưu trú lại đó thì ba phòng ngủ mỗi phòng đều có một cái bể khoáng riêng nữa. Rồi từng khu ngâm khoáng thì cũng sẽ có kết nối với khu xông hơi ướt, xông hơi khô và bể ngâm khoáng lạnh. Như vậy thì cần một cái không gian lớn để cho chúng ta làm đủ nguyên cái liệu trình này, và nó sẽ là cái liệu trình chuẩn Nhật ở trong một cái onsen trị liệu lớn nhất của Việt Nam. À, Quyên để cho các anh chị xem trên cái màn hình này để cho các anh chị hình dung nè, cái đoạn mà gần chúng ta nhất. À, Quyên sẽ có cái minh họa trên đây một chút cho các anh chị dễ thấy. Đây, cái phần đầu tiên mà Quyên đang khoanh đây chính là cái villa, villa VIP có 3 bể onsen, 3 phòng ngủ thì nó có 3 bể onsen riêng, mỗi phòng ngủ sẽ có một cái bể kết nối trực diện ra một bể onsen. Anh chị sẽ, đây là cái đường onsen 1 này, thì anh chị sẽ kết nối trực diện vào trong cái vị trí sảnh lễ tân chung của cái onsen clubhouse này ở cái mặt đường onsen 1. Từ đây thì anh chị sẽ có hai lựa chọn, một là lựa chọn đi sang bên phía bên tay phải để sử dụng dịch vụ của nhà hàng Nhật. Hai nữa là anh chị sẽ tiến tới cái khu reception của khu ngâm onsen. Tại đây thì anh chị sẽ chia ra hai không gian là nam riêng, nữ riêng, hoặc là các cái bồn ngâm ngâm công cộng, gọi là ngâm chung á, ở cái phía khu vực ngay phía trước kết nối ra mặt nước. Hoặc hai nữa là các anh chị đi lên sử dụng dịch vụ spa ở trên cái tầng trên, anh chị thấy cái khối mà nó nằm trên cao này nè, thì nó chính là cái khối của spa. Thì trong tuần sau chủ đầu tư sẽ phát hành ra cái 360 độ để cho các anh chị cảm nhận rõ nét hơn không gian. Hiện nay thì chúng ta hiểu các không gian của các khu vực là chúng ta có nè, khu vực Villa VIP có 3 phòng ngủ, 3 bể ngâm onsen, và nó sẽ là phục vụ cái trải nghiệm cao cấp và riêng tư hơn nữa cho khách hàng khi mà họ muốn tới đây. Chúng ta có cái khu bể ngâm công cộng nè, chúng ta có khu reception để đi sang cái nhà hàng Nhật nè, rồi chúng ta cũng có thêm cái khu vực reception để mà ra tắm onsen chia nam riêng nữ riêng, hoặc là khu ra khu vực chung. Rồi chúng ta có đi lên trên trên tầng, cái phần mà nhô cao trên tầng này thì nó chính là cái spa trị liệu của khu onsen. Rồi sau khi mà các anh chị hình dung xong cái phần khu onsen này rồi thì Quân mở cho các anh chị xem cái mặt bằng. Đây, đây chính là cái mặt bằng mà Quyên vừa mới minh họa. Thì ở bên tay phải của chúng ta nó chính là cái onsen, Villa Onsen VIP nằm chung trong cái tổ hợp Clubhouse Onsen này. Khi mà chúng ta vào á, thì chúng ta sẽ có cái reception chung này, chỗ Quyên đang trỏ chuột. Chỗ từ chỗ reception chung thì chúng ta kết nối qua nhà hàng. Nhà hàng cũng rất là rộng nha, khoảng 600 khách mỗi ngày. Rồi sau đó khi chúng ta không sử dụng dịch vụ nhà hàng thì chúng ta đi vào trong nữa là chúng ta còn một cái khu lounge và reception của riêng cái phần ngâm khoáng nóng. Và cái khu vực đi lên trên spa trị liệu là cũng ngay từ cái khu vực reception này, chúng ta đi lên lầu là sẽ lên spa. Rồi tại đây thì nam riêng một khu, nữ riêng một khu, khu nam khu nữ thì đều có là bể massage, bể ngâm nóng, bể ngâm lạnh, sauna, steam. Rồi sau đó chúng ta ra cái khu vực ngâm chung thì chúng ta có thêm 7 loại bể chủ đề khác nhau ở cái khu vực chung này, chỗ Quân đang trỏ chuột. Rồi, đó là phần mặt bằng. Thì ở trong cái khu vực này, đây là chính là cái reception, khi các anh chị bước vào trong cái khu ngâm onsen thì các anh chị sẽ vào một cái không gian mà nó cũng mang cái hơi thở kiến trúc của Nhật. Anh chị sẽ thấy trong cái màu sắc, trong cái chi tiết, trong đường nét, thậm chí là trong cái màu đèn. Thì đèn chúng ta cũng làm những cái màu đèn nó về thiên về cái tông màu trầm ấm, mang tới cái cảm giác nghỉ dưỡng nhiều hơn. Rồi khi mà anh chị đi vào trong đây rồi, anh chị sẽ chọn các chủ đề để cho các anh chị bắt đầu là đi tiếp các trải nghiệm tiếp theo, ví dụ như lên spa hay là ngâm khoáng nóng hay là đi sang nhà hàng Nhật. Thì theo chu trình bình thường chúng ta sẽ ngâm khoáng trước, sau đó chúng ta mới đi sử dụng spa. Rồi ở trong cái onsen clubhouse này thì chúng ta ứng dụng công nghệ, đầu tư công nghệ vào để có tổng cộng là 5 cái liệu trình. Trong onsen trị liệu lớn nhất Việt Nam chúng ta có 5 liệu trình. Thì vì cái độ đầu tư công nghệ này với cái quy mô hai cái kết hợp lại thì nó mới đạt được cái khác biệt của chúng ta là onsen clubhouse trị liệu lớn nhất Việt Nam. Vậy thì chúng ta có 5 cái liệu trình như thế nào? Đầu tiên đó là chúng ta đầu tư công nghệ cho thủy trị liệu. Thì giải thích thêm cho các anh chị từng cái. Thủy trị liệu có nghĩa là chúng ta sử dụng nước để chúng ta có những cái liệu pháp mang tính là
trị liệu cho cơ thể. Thủy trị liệu có nghĩa là sao? Có nghĩa là các anh chị sẽ dùng cái nhiệt độ khác nhau của nước và cái áp suất khác nhau của nước. Đồng thời chúng ta có những cái máy gọi là micro hoặc là nano để chúng ta làm cho các cái phân tử nước nó nhỏ lại chỉ còn 1 phần 20 so với kích thước thông thường, để cho những cái hạt nhỏ đó, đó, những không còn là cái phân tử nước bình thường nữa mà nó mềm như lụa, hoặc là nó đạt được tới cái kích thước nhỏ để có thể thẩm thấu sâu vào trong các cái tế bào da của chúng ta, các từng cái lỗ chân lông để nó làm tẩy sạch. Và anh chị thấy là các cái quảng cáo giới thiệu về mỹ phẩm hay là nước rửa mặt hay là sữa tắm thì người ta hay thường hay có nhắc tới cái sử dụng cái công nghệ nano đó. Thì cái này chính là khu vực Onsen Clubhouse chúng ta đầu tư công nghệ thủy trị liệu để chia nhỏ cái phân tử nước ra đạt tới cái hạt micro, hạt nano để sử dụng thủy trị liệu cho cơ thể. Cái liệu pháp thứ hai chúng ta sử dụng đó là nhiệt trị liệu. Nhiệt trị liệu thì các anh chị biết rồi, đó là thay đổi cái nhiệt độ khác nhau, tức là chúng ta có bể ngâm nóng, chúng ta có bể ngâm lạnh. Bể ngâm nóng thì thường là khi cơ thể chúng ta tiếp xúc với nhiệt độ và nước nóng thì nó sẽ làm giãn nở các mao mạch nè, làm thư giãn các cơ bắp. Và sau đó chúng ta tiếp xúc với lại cái bể khoáng lạnh á, thì nó sẽ làm xe khít lỗ chân lông lại để mà thẩm thấu khoáng vào trong cơ thể tốt hơn. Thì cái đó chính là nhiệt trị liệu. Thông thường khi mà khoáng nóng với khoáng lạnh thì tùy theo cơ địa mỗi người, nhưng mà nó đều có tác dụng làm giảm đau nhức, giảm viêm, giảm đau những cái cơn đau về xương khớp. Thì đó chính là cái liệu pháp mà người ta hay dùng trong cái điều trị nhất, đó là nhiệt trị liệu. Rồi khoáng trị liệu thì các anh chị biết rồi, chúng ta mang về những cái nguồn khoáng tự nhiên tốt nhất tại Nhật Bản. Thì như vậy thì trong các thành phần khoáng chất đó nó có nhiều cái khoáng chất tùy theo chủ đề. Thì chúng ta có bốn cái loại khoáng thường hay nhắc tới bốn cái công dụng. Ví dụ như khoáng mang tới sự thư giãn, hay là khoáng để làm mềm, làm mịn, làm mềm, làm mịn. Khoáng để làm mềm, làm mịn da, hoặc là khoáng để làm tăng cái gọi là tuần hoàn máu, hoặc là cải thiện hệ hô hấp. Thì đó chính là cái tác dụng của khoáng ở trong cái dòng nước khoáng, thì nó chính là khoáng trị liệu. Rồi thứ tư nữa là chúng ta có thủ pháp về tinh dầu trị liệu. Anh chị hay thấy anh chị đi spa là chúng ta cảm thấy được cái sự thư giãn từ khi chúng ta nghe được cái mùi hương rồi, thì cái đó nó chính là tinh dầu. Trong tinh dầu thì nó có phytosine, nó làm cho chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn, thư giãn hơn, và nó cũng kích thích các cái tế bào kháng thể tự nhiên trong cơ thể của chúng ta được sản sinh ra nhiều hơn. Thì như vậy thì cái trong các cái khu clubhouse, kể cả spa trị liệu và kể cả các khu vườn cảnh quan, thì chúng ta đều có đưa vào cái liệu pháp là tinh dầu trị liệu. Thì anh chị sẽ nghe thấy hương thơm ẩn chứa trong cái hương thơm đó, thì nó có các liệu pháp trị liệu của tinh dầu. Và chúng ta cũng có cái không gian của spa trị liệu. Thì spa trị liệu là chúng ta nằm trọn trên một tầng, tức là ở tầng 2. Các anh chị sẽ thấy trên tầng 2 thì chúng ta sẽ có 10 phòng spa trị liệu để khách hàng của chúng ta có cái trải nghiệm trọn vẹn, đó là ngâm khoáng nóng xong sau đó chúng ta sẽ spa đá nóng để làm cho cơ thể lúc này thật sự là đúng chuẩn của cái câu tâm hồn được thư giãn cùng cơ thể được tái sinh. Rồi, Quyên giới thiệu thêm về các loại bể. Nãy là Quyên giới thiệu công nghệ nha. Bây giờ Quyên giới thiệu về các loại bể sử dụng trong onsen clubhouse của chúng ta. Thì chúng ta có nhiều chủ đề, các anh chị thường hay nghe nói đó. Chúng ta có 13 bể chủ đề khác nhau. Thì số lượng bể là 13. Tổng diện tích của 13 bể này, phần ngâm khoáng á, là 231 mét vuông. Trong đó thì chúng ta có nhiều cái chủ đề bể khác nhau. Mỗi một loại bể thì sẽ đầu tư một cái công nghệ khác nhau. Thì ở đây thì các anh chị sẽ thấy là bể ngâm nóng, bể ngâm ấm với bể ngâm lạnh thì nó sẽ thiên về nhiệt trị liệu, với lại là tùy cái cơ địa. Có những người là người ta sẽ thông thường á, anh chị sau khi tắm trán thì anh chị sẽ làm quen dần với cái bể ngâm khoảng 38 độ, và sau đó anh chị sẽ tăng cái mức độ nhiệt lên, tăng dần lên bể khoảng 40 độ, tăng dần sang cái bể khoảng 42 độ. Thì với cái nhiệt độ khác nhau á, mức độ mà chúng ta giãn nở các cơ bắp, các mao mạch, các cái hệ tuần hoàn nó cũng sẽ khác nhau. Nhưng mà để làm quen dần thì chúng ta sẽ tăng cái nhiệt độ ngâm dần 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 lên, thì nó sẽ có bể
ấm lên bể nóng, và chúng ta cũng có bể lạnh nằm trong cái liệu trình của nhiệt trị liệu. Rồi về loại bể nữa thì chúng ta sẽ có mỗi loại bể nó sẽ có cái công nghệ khác nhau. Ví dụ như này là đang nói toàn bộ trong cái onsen clubhouse nha chị, anh chị, chứ không phải là cái bể dùng trong villa gia đình. Đối với phần bể mà bể micro á thì anh chị sẽ thấy là chúng ta thông thường mà đi tới các cái khu tắm khoáng á, ví dụ như ở Swan Lake của Eco Park á, anh chị sẽ thấy có một cái bể nó có cái màu trắng sữa, thì đó nó chính là cái bể tắm lụa đó. Ở đó thì người ta sẽ sử dụng cái loại máy micro bubble để chia nhỏ cái hạt nước nó sẽ trở thành cái hạt siêu vi, và nó chỉ bằng 1/20 cái sợi tóc thôi. Thì như vậy thì các cái hạt nước này khi mà nó đã bị phá vỡ ra thành những cái đơn vị rất nhỏ mà mắt thường mình không nhìn thấy luôn, nó rất là mềm mà rất là mịn và nó giống như lụa vậy, thì chính cái việc mà chúng ta có cái công nghệ micro để chúng ta chia nhỏ cái phân tử nước thành những cái hạt siêu vi như vậy, thì lúc này các cái ion âm trong nước nó được sản sinh ra liên tục. Và lúc này khi mà chúng ta ngâm người trong cái bể mà bể tắm micro này thì nó sẽ không chỉ là khử trùng làm sạch đâu, mà nó còn là loại bỏ những cái chất nhờn trên da của chúng ta, và nó gọi là nó tẩy đi những cái độc tố được bài tiết qua da, và nó thấm sâu qua da để tẩy tế bào chết và tăng cường cái độ hấp thụ, làm dịu và làm thư giãn. Thì đó chính là cái công nghệ mà thường được sử dụng nhất trong các cái bể tắm khoáng, đó là bể micro. Rồi nhỏ hơn hạt micro nữa thì nó sẽ là hạt nano. Thì hạt nano nữa nó sẽ đi thấm sâu qua da nữa và nó làm tăng cái độ hấp thụ nhiều hơn nữa so với cái hạt micro. Thì đó chính là hai cái công nghệ thường thấy nhất là micro và nano. Còn đối với cái bể tắm CO2 á thì cái CO2 thì nó thiên về là tăng tuần hoàn máu, tại vì nó có cái tính chất là nó kích thích tuần hoàn máu và cải thiện lưu thông máu. Cho nên là khi chúng ta ngâm người trong cái bể khoáng CO2 thì chúng ta sẽ không chỉ là cảm thấy nó cải thiện về da, nó làm sạch sâu sâu hơn và thúc đẩy lưu thông, mà chúng ta cảm thấy là giống như là cơ thể máu huyết nó được lưu thông, nó tuần hoàn. Chúng ta cảm thấy ra là đầu óc minh mẫn hơn, da dẻ hồng hào hơn. Thì thông thường đó là chúng ta trải nghiệm trong cái bể CO2 thì chúng ta sẽ cảm nhận nó khác hơn so với cái bể micro với cái bể nano. Còn cái bể aroma đó là liệu pháp sử dụng các cái mùi hương và xông tinh dầu á, thì chúng ta có những cái chủ đề như trà, rượu, cà phê, hương tinh dầu, để cho không chỉ là thẩm thấu bằng khoáng chất mà chúng ta cũng nghe thấy cái mùi thơm rất là dễ chịu, rất là sảng khoái. Và sau nữa thì chúng ta có thêm cái liệu pháp nữa, đó là bể sục áp lực nước, jacuzzi, để cho các anh chị sẽ tưởng tượng giống như là hàng trăm hàng ngàn phân tử nước nó hay nó các cái mức độ áp lực nước lên trên da nó khác nhau, thì nó giống như là chúng ta đang được massage bằng nước. Thì đó chính là công dụng của bể sục áp lực nước. Rồi đó là Quyên vừa đi qua về các chủ đề. Sau khi đi qua các cái chủ đề về công nghệ anh chị đã hiểu rồi, thì anh chị sẽ thêm chúng ta sẽ có thêm cái thời gian nữa để trải nghiệm cái phần là spa trị liệu với cái diện tích là 475 mét vuông ở trên tầng 2, thì nó riêng tư yên tĩnh. Và thông thường á, một cái liệu trình khép kín luôn là anh chị vào ngâm, trải qua nhiều bể nhiều nhiệt độ, và chúng ta ngâm giữa ngâm nóng xong cho nó chúng ta sauna xông hơi xông khô, sau đó chúng ta ra chúng ta ngâm bể lạnh xong hết, bắt đầu khoáng nó sẽ thẩm thấu qua da rồi đó, thì chúng ta lên nghỉ ngơi thư giãn và sử dụng thêm một liệu trình về spa đá nóng đó. Thì cái đó là một liệu trình phải nói là trọn vẹn mỗi sự thưởng thức luôn. Và nếu như mà một tháng mà các anh chị làm được một lần thì có thể nói là một sự tái sinh hoàn hảo cho cơ thể vào từng tế bào luôn. Thì đó chính là lý do vì sao mà cái trung tâm khoáng nóng trị liệu của chúng ta đặt tại Eco Village thì nó được tất cả mọi người, những ai mà quan tâm tới chăm sóc sức khỏe, họ rất là mong chờ. Đó là vì lý do như vậy. Và hiểu được cái nhu cầu là người ta rất muốn có những cái liệu trình như vậy, cho nên khi đã đầu tư thì chúng tôi đầu tư với quy mô lớn. Chúng ta sẽ có cái công suất phục vụ là 1.000 khách mỗi ngày. Công suất thiết kế thì dĩ nhiên là cao hơn nha anh chị. Tại vì ngâm bể thì người ta sẽ ngâm mỗi một bể. Bể này người ta thích thì người ta xuống ngâm khoảng 5-10 phút, sau đó người ta lại qua cái chủ đề bể khác.
cho nên cái luồng di chuyển nó sẽ liên tục trong các cái khu, rồi sau đó khách hàng còn đi xông hơi rồi sau đó lên spa nữa, cho nên công suất thiết kế thì lớn hơn, nhưng mà chúng ta dự tính là điều tiết cái phần đón khách khoảng 1.000 người mỗi ngày và chia ra các thời gian hoạt động là 12 giờ trong một ngày để đảm bảo là mỗi thời điểm á, thì chúng ta có một cái lượng khách không quá đông để làm cho khách vẫn có những cái trải nghiệm thoải mái, không có ồn ào và vẫn giữ được cái tiêu chuẩn cao cấp của chúng ta. Thì đó chính là cái phần onsen Cookhouse Quyên giới thiệu với các anh chị về toàn bộ cái kiến trúc và kỹ thuật khoáng nóng thì đều do Raymond tư vấn. Và khi chúng ta đã đầu tư về mặt công nghệ rồi thì cái phần mà vận hành nó rất là đơn giản, tại vì đầu tư công nghệ này chúng ta đã đầu tư công nghệ mọi thứ là tự động, cho nên về việc vận hành thì sau này chúng ta sẽ chọn một cái đơn vị vận hành. Như vậy thì đối với các cái tài sản như cái clubhouse á thì quan trọng là cái khâu thiết kế và đầu tư trang thiết bị, chứ không phải là đơn vị thương hiệu nào là thương hiệu vận hành. Tại vì khi chúng ta đã đầu tư cái công nghệ nó đủ chất lượng cao nhất thì cái thương hiệu, cái đơn vị vận hành là họ mang cái dịch vụ, cái phần mềm mà thôi. Thì để cho anh chị thấy là hiện nay chúng ta chưa cần đặt câu hỏi là thương hiệu nào vận hành, mà quan trọng là mức độ công nghệ mà chúng ta đầu tư vào đây như thế nào. Thì Quyên vừa chia sẻ cho các anh chị thấy để nó xứng đáng cái tầm vóc là onsen clubhouse trị liệu lớn nhất Việt Nam. Rồi bây giờ chúng ta quay trở lại với cái phần onsen Village 1 là phần chúng ta đang giới thiệu. Thì Quyên đi sâu hơn về các thông số nè. Hôm trước là chia sẻ với các anh chị cái phần diện tích mảng xanh, thì hôm nay cung cấp thêm cho các anh chị các cái thông số chi tiết hơn nữa. Thì chúng ta sẽ có diện tích của onsen 1 là 66.000 mét vuông. Nhưng mà trong 66.000 mét vuông đó đó, diện tích thương phẩm tức là từng cái lô biệt thự mà chúng ta đưa tới khách hàng thì tổng 68 căn này nó chỉ có diện tích thương phẩm là 19.000 mét vuông. Vậy cái phần còn lại thì nó là cái gì? Thì cái phần còn lại á, nó sẽ là cảnh quan chung bao quanh. Anh chị nhìn trên tổng mặt bằng anh chị sẽ thấy không phải là đường xong rồi tiếp giáp vô cái lô đất của khách hàng, mà phần trước và sau đều luôn luôn có những cái khu vực cảnh quan chung. Tại vì chủ đầu tư sẽ tạo thành những cái khu vực đó, sẽ tạo thành những cái khu vực của cây xanh cảnh quan, vùng đệm cây bóng mát hoặc là các cái tiểu cảnh nhỏ để cho nó mang đậm cái concept về cảnh quan của Nhật. Rồi hạ tầng giao thông và tiện ích bao quanh. Thì anh chị sẽ thấy là trong 66.000 mét vuông thì chúng ta chỉ cái phần mà bán chỉ có 19.000 mét vuông thôi, còn lại là các cái phần đất cảnh quan hạ tầng phụ trợ cho cái 19.000 mét vuông mà khách hàng sở hữu. Và trong đó nữa thì cái phần diện tích mà chúng ta xây dựng á, xây dựng cái căn biệt thự của khách thì nó là 9.590 mét vuông, có nghĩa là nó chiếm cái mật độ xây dựng là 15% trên tổng cái khu onsen 1. Rồi đi sâu hơn vào các thông số thì con số 21.000 mét vuông mảng xanh thì các anh chị đã biết rồi. Mảng xanh đây chính là nó không phải là cái phần vườn nhà của khách nha anh chị, mà là cái phần mảng xanh xung quanh mà khách hàng không có phải bỏ tiền ra mua, và chủ đầu tư trồng, chăm sóc và tạo nó thành những cái vùng cây xanh. Nó nằm ở đâu nè? Đầu tiên là nó nằm ở cái vùng mà trước khi mà vào trong cái lô đất của khách á, thì anh chị sẽ thấy là nó có một cái vùng đệm cây xanh ở phía trước, thường là trồng cây bóng mát. Rồi sau nhà của khách mà kết nối ra mặt nước thì nó sẽ có một cái khoảng xanh hành lang an toàn. Rồi từ nhà của khách mà kết nối ra rạp ở cái ranh dự án thì nó sẽ là một cái đoạn từ 15 cho tới 40 mét nữa. Thì đó là 21.000 mét vuông mảng xanh ôm ấp xung quanh tất cả căn biệt thự này. Phần mảng xanh này là chưa tính mặt nước nha anh chị. Thêm mặt nước nữa thì chúng ta có 19.000 mét vuông mặt nước, bao gồm là mặt nước nội khu và mặt nước ở cái phần rạch ôm xung quanh của Onsen Village 1. Rồi, Quyên minh họa chi tiết hơn về cái bản vẽ kỹ thuật cho anh chị thấy nè. Ở đây anh chị thấy cái lô đất mà khách hàng của chúng ta sẽ sở hữu á, thì nó sẽ là cái lô đất vuông vức màu trắng được tô bên trong. Thì anh chị thấy là từ đường bước vào trong thì có một cái vùng đệm bao quanh. Đa số các căn nào cũng có một cái vùng đệm, cái khoảng xanh bao quanh rất là lớn. Rồi hết cái ranh đất của khách thì chúng ta còn một cái khoảng hành lang an toàn ra tới mặt nước.
Ví dụ như ở nội khu thì nó khoảng 1,5, 2 m, 3 m, 4 m tùy đoạn. Nhưng mà còn đối với cái phần ranh, ở cái phần rạch á, thì nó sẽ ra tối thiểu là 15 mét. Và cái chỗ mà rộng nhất thì nó là 40 mét thì nó mới tới cái mặt nước. Và toàn bộ cái khu vực này thì chúng ta cải tạo lại cảnh quan và có lắp đặt camera an ninh và sử dụng AI để nhận diện khi mà lúc anh chị hỏi thì có hỏi là nếu mà người ta tiếp cận bằng cái lối rạch này thì luôn luôn có an ninh ở khu vực vòng ranh của dự án, không phải chỉ có ở onsen 1 này mà toàn bộ các cái khu vực giáp ranh thì chúng ta đều có lắp đặt camera an ninh và an ninh lưu động của ban quản lý để đảm bảo an ninh 24 trên 7 cho toàn bộ khu dự án, chứ không riêng vì khu onsen này. Quy giải thích chung về nguyên lý chung luôn nha. Rồi, đối với cái phần mặt nước á, thì anh chị sẽ thấy là cái phần mà đo đạc về nước lên, mực nước lên, mực nước xuống chúng ta thực hiện suốt 3 năm nay. Và do đó nên là chúng ta đã tính toàn bộ cái phần mặt nước là khi nước rút thấp nhất và kỷ lục là cái giai đoạn tháng 4 năm 2024 là chúng ta đã đo được đạt cái mực nước thấp nhất khi mà hạn hán, và chúng ta đo được cái mặt nước cao nhất khi mà nước dâng và thủy triều để chúng ta thiết kế cái kè thông minh và thiết kế các cái van cửa phai để giữ nước trong nội khu cũng như không chịu tác động của cái phần rạch kè bên ngoài. Khi mà nước nó rút xuống thì chúng ta đã có những cái thảm cây, thảm cỏ để mà các cái cây này giống như là loại cây ngập mặn, cây oro hay là những loại cây trồng mà nó có thích nghi được trong điều kiện của mặt nước. Thì như vậy thì khi mà nước rút xuống thì chúng ta có cái thảm thực vật. Khi mà nước dâng lên thì chúng ta cũng đã đo đạc để tính cái phần kè và cốt nhà của chúng ta luôn cao hơn từ 1,5 cho tới 2 mét so với cái mực nước dâng cao nhất. Thì đó là chi tiết thêm cho các anh chị về cái phần kỹ thuật của phần những cái căn nhà nằm gần các cái khu vực ranh của rạch hoặc là mặt nước nội khu. Ok, chúng ta đi thêm qua một cái phần. Rồi tới cái phần này hơi nhức đầu hơn tí xíu nè, kỹ thuật onsen tại villa. Thì đây là cái phần mà anh chị hỏi khá nhiều là vận hành sao, rồi nó được thiết kế làm sao, rồi sau này chúng ta xử lý như thế nào. Thì Quyên sẽ giải thích trong cái phần này về kỹ thuật onsen tại villa. Nãy giờ cái phần trước nói thì nó là onsen ở clubhouse. Bây giờ vô cái phần onsen ở villa thì chúng ta sẽ có gì? Rồi. Trước khi giúp cho các anh chị hiểu cái phần kỹ thuật onsen villa thì anh chị sẽ hiểu từ cái cấp độ cơ bản nhất nha. Là một số anh chị đã từng trải nghiệm ở căn hộ onsen. Thì trong cái căn hộ onsen á, chúng ta sẽ sử dụng cái hệ tinh giản, tức là không có phòng kỹ thuật. Thì anh chị thấy trong căn hộ mà, trong căn hộ thì chúng ta sẽ phải tối ưu diện tích đến từng từng mét vuông, cho nên là chúng ta sẽ không có khu vực cho phòng kỹ thuật, mà cái cấp khoáng của cái căn hộ onsen á, thì sẽ tinh giản, ưu tiên nhất là sự tinh giản. Thì tinh giản thì bằng cách là người ta sẽ bơm cái nước khoáng nóng từ cái bể trung tâm, và sau đó thì khi mà bơm cái khoáng nóng lên cái bể trung tâm đó, thì nó sẽ chảy vào trong cái bồn tắm gia đình đó. Thì nó sẽ có cái nhiệt độ từ 42 cho tới 45 độ C. Nhưng mà hiện nay anh chị ít khi mà người ta sử dụng cái lượng sử dụng chưa nhiều á, thì cái gia nhiệt nó đang hoạt động với cái công suất cao, cho nên là nhiệt độ ra nó rất là nóng. Ví dụ anh chị xả nước ra khỏi bể đi thì nó khoảng 45 độ. Như vậy thì có hai cách. Một là chúng ta sẽ chờ chờ xem khi nào nước nó nguội lại ở cái nhiệt độ vừa phải, khoảng 37 38 độ thì chúng ta bắt đầu ngâm. Hoặc cách thứ hai là chúng ta sẽ xả thêm, anh chị nhìn thấy có cái vòi inox đó anh chị thấy không? Thì cái đó chính là xả thêm cái nước nước lạnh vào để nó trung hòa cái nhiệt độ lại để chúng ta có thể sử dụng ngay. Thì đó là cái hệ thống tinh giản. Và như vậy thì nếu như mà muốn nước cho nó nguội lại thì chúng ta sẽ pha một lượng nước khoáng nóng nhiệt độ 45 độ chảy ra từ cái vòi gỗ đó với lại một phần của cái vòi nước thông thường, thì hai cái đó trung hòa lại để có cái nhiệt độ vừa phải. Và khi mà nước nó đầy á, cái bồn nó đầy thì chúng ta sẽ xả, và xả nó là xả bỏ chứ nó không có tuần hoàn lại được. Rồi, đây là cái hệ thống tinh giản không có phòng kỹ thuật. Còn đối với căn villa thì chúng ta không có áp dụng cái hình thức này.
mà chúng ta đầu tư cái công nghệ và chúng ta có phòng kỹ thuật, thì anh chị xem trong cái layout anh chị thấy đó, bất kể căn villa nào chúng ta cũng có khu vực dành cho phòng kỹ thuật. Thì cái phòng kỹ thuật này nó có cái tác dụng gì? Thì nó sẽ chứa tất cả các cái máy móc về kỹ thuật, về bơm nhiệt, về gia nhiệt, về tuần hoàn, về lọc, nó nằm trong cái phòng kỹ thuật này. Đây là căn dinh thự với căn đơn lập này, thì anh chị thấy cái vị trí của phòng kỹ thuật rồi đúng không? Rồi đây, cho anh chị xem qua hai cái căn còn lại luôn. Căn song lập anh chị cũng thấy có phòng kỹ thuật nổi trên nè. Còn căn garden thì phòng kỹ thuật nó sẽ nằm ngầm. Nó không phải nằm ngầm ở cái chỗ sauna đâu, mà nó ngầm ở bên ngoài. Và ở phía bên trên nó chỗ mà quân khoanh đỏ là ngay cái vườn á, thì nó sẽ có một cái nắp để mà có cái thang đi xuống cái hầm kỹ thuật nằm ở phía bên dưới. Cái căn này á, thì mình tối ưu diện tích, cho nên từng mét vuông ở bên trong thì mình bố trí cái không gian trải nghiệm cho khách, thì mình đưa cái phần kỹ thuật này nó ngầm xuống dưới. Thì giống như là các anh chị thấy người ta ở trên ở ở các cái công trình giao thông công cộng á, thì đều là đưa cái phần kỹ thuật ngầm xuống phía bên dưới, và người ta có cái nắp để mà người ta xuống thăm cái phòng kỹ thuật này. Thì tương tự đối với cái căn onsen villa thì chúng ta cũng ngầm hóa cái phần phòng kỹ thuật và nó nằm rời ở phía bên ngoài bên cạnh cái bể onsen. Rồi bây giờ vô cái phần kỹ thuật nè, đây chính là cái phần kỹ thuật. Thì toàn bộ cái phần mà nguyên tô cái màu khoanh màu đỏ đó, nó sẽ nằm ở trong cái phòng kỹ thuật mà các anh chị thấy lúc nãy. Như vậy nó trong phòng kỹ thuật đó nó sẽ chứa cái gì? Nó sẽ chứa bồn lọc nè, nó sẽ chứa cái bơm gia nhiệt và hệ thống xử lý nước. Như vậy thì từ cái trạm khoáng trung tâm nó nằm ở cái tầng hầm của onsen clubhouse á, thì nó sẽ đưa cái dòng nước khoáng về và nó sẽ về ngay chỗ cái vị trí đây, rê chuột cho anh chị thấy nè. Anh chị nhìn thấy chỗ rê chuột chưa? Đây. Từ bồn khoáng trung tâm về thì nó sẽ cấp khoáng vào đây. Thì sau khi mà cấp khoáng vào đây á, thì cái nhiệt độ đó là nhiệt độ thường, hoặc là nó có gia nhiệt ở bồn trung tâm á, nó đưa về thì nó khoảng 30 đến 40 độ C. Nhưng mà khi mà để cho chúng ta tắm á, thì chúng ta hơn hẳn những cái loại hình mà có cái bồn tắm xong mà xả nước nóng vô, xong rồi đưa cái mua 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 muối khoáng và pha khoáng vào. Ở chỗ là chúng ta gia nhiệt liên tục, chúng ta có hệ thống lọc, chúng ta có hệ thống xử lý nước tuần hoàn. Thì khi mà nước đưa vào đây, bắt đầu sẽ có cái gia nhiệt nè. Cái gia nhiệt này á, sau cái gia nhiệt xong rồi thì nước nó sẽ đưa tới, thì anh chị nhìn thấy cái đường mũi tên không? Thì nước nó sẽ đưa tới cái phần bể khoáng. Đây chúng ta sẽ ngâm khoáng ở trong cái bồn này. Thì khi mà nước được đưa tới cái bồn á, khách hàng của chúng ta ngâm bồn thì nó sẽ có cái phần nước tràn ra. Anh chị thấy là nó sẽ tràn ra thì nó sẽ đi vào trong cái hệ thống lọc. Nó quay trở lại cái hệ thống lọc. Đây, cái hệ thống lọc nằm đây. Nó sơ đồ như mạng nhện luôn rồi. Sau khi nước tràn ra nó đi về cái hệ thống lọc. Và từ cái hệ thống lọc đó nó lại được gia nhiệt để bắt đầu một cái chu trình mới của nước, là lại ra nước đây, ra đây liên tục. Thì anh chị sẽ thấy có một cái cảm nhận là gì? Nước nó sẽ liên tục vào, nhưng mà nó vẫn giữ một cái mực nước ổn định và cái nhiệt độ ổn định. Quan trọng là nhiệt độ ổn định theo nhiệt độ mà chủ nhà cài đặt. Rồi, chúng ta sẽ có cái giao diện không hề phức tạp gì hết. Tại vì toàn bộ cái phần mà màu đỏ này nè, nó sẽ nằm ở trong phòng kỹ thuật. Và tất cả những gì khách hàng nhìn thấy thì nó rất là đơn giản, chỉ là cái bồn ngâm khoáng và cái màn hình điều khiển. Đây cái màn hình mà chỗ 42 độ nè. Ở đây, cho Quyên tí xíu, Quyên xóa hết mấy cái này. Ở đây các anh chị sẽ thấy là chúng ta sẽ không có phải phức tạp gì trong cái phần cái phần kỹ thuật hết. Tại vì cái phần kỹ thuật á, thì bên thi công họ sẽ đưa hết nó vào trong cái phòng kỹ thuật để mà họ bảo hành bảo dưỡng ở trong đó. Việc của khách hàng chỉ là giao diện của cái bồn ở phía bên ngoài và cái màn hình điều khiển. Còn tất cả các phần kỹ thuật này nó sẽ hoạt động tự động hết, và chủ đầu tư toàn bộ cái phần công nghệ này. Rồi, khách hàng sẽ nhìn thấy đơn giản là cái bể khoáng và cái màn hình điều khiển.
Thì ở cái bể khoáng này á, là khi khách hàng, à đây Quyên đưa thêm cho anh chị thấy nữa, là khách hàng vào thì nó nước từ trong cái vòi khoáng á, nó sẽ ra liên tục và nó sẽ có cái hệ tràn tràn để bắt đầu lọc tuần hoàn lại. Và cứ như vậy trong quá trình mà khách hàng ngâm thì nước nó vẫn cứ tiếp tục ra để nó được gia nhiệt và nhiệt độ luôn luôn ổn định ở cái nhiệt độ mà khách hàng cài đặt. Ở đây trong cái màn hình anh chị thấy nó có cái màn hình cảm biến và nó hiển thị cái nhiệt độ của cái bể khoáng. Tuy nhiên chúng ta là bể ngâm khoáng nóng thì chúng ta cài đặt là khách hàng lựa chọn được cái nhiệt độ từ 37 cho tới 42 độ cho cái bể khoáng. Thì cái quy trình nó sẽ như thế này. Thông thường á, khi mà khách không sử dụng, tại vì bể mà bể của gia đình á, khi khách hàng không sử dụng thì khách hàng sẽ xả, thì anh chị hình dung nó giống như cái bồn tắm vậy đó, nhưng mà nó là cái bồn tắm khổng lồ hơn. Thì ở nhà anh chị tắm bồn rồi tắm xong thì anh chị cũng xả bỏ cái nước đó đúng không? Thì tương tự như vậy, ở đây cũng vậy. Nếu như trong gia đình chúng ta ngâm bồn liên tục, người thứ nhất, người hai, người ba, người tư, hay là ngâm cùng lúc này kia, thì ngâm xong tất cả xong rồi thì chúng ta xả bỏ để cho nó làm khô ráo và nó giữ thoáng cho cái bồn ngâm. Thì đó là cái nguyên lý chung. Rồi khi mà anh chị bắt đầu sử dụng mới thì rất là đơn giản, là anh chị bắt đầu khởi động, tức là chỉ cần nhấn cái nút khởi động thôi để cho bắt đầu nó xả nước ra cho đầy bồn. Thì mỗi một cái bồn trong mỗi cái căn đó, nó sẽ có cái thể tích khác nhau, thì nó sẽ có thời gian làm đầy nước khác nhau. Lát nữa đi vô cái phần thiết kế thì Quyên sẽ nói mỗi một cái loại bể á, là cái thể tích nó bao nhiêu thì nó cần thời gian bao nhiêu. Nhưng trung bình thì người ta sẽ tính toán cái công suất là khoảng 30 phút thì nó sẽ đầy được cái bồn ngâm, cái bể ngâm. Như vậy thì trong thông thường á, nếu mà nhiệt độ ngoài trời với lại cái nhiệt độ mong muốn á, mà nó không chênh lệch quá lớn, thì cũng trong vòng 30 phút đó, khi mà xả ra nước ngâm, nước đầy được cái bể ngâm, thì nhiệt độ nó cũng sẽ đạt được cái nhiệt độ mà chúng ta mong muốn. Ví dụ nha, nước bình thường đang ở nhiệt độ là 30 độ C đi, anh chị đang muốn ngâm với cái mức nhiệt độ là 37 độ C, thì khi anh chị nó chênh lệch nhiệt độ là 7 độ đó, thì khi mà anh chị xả nước ra 30 phút đầy được cái bể đó, thì cái máy gia nhiệt nó trong thời gian đó nó cũng hoạt động, nó tăng nhiệt độ dần 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 lên 30, lên 32, 34, 36, 37, thì nó cũng đạt được cái nhiệt độ 37 độ C mà anh chị mong muốn, cùng lúc với cái thời điểm mà cái bể ngâm này được làm đầy. Rồi, đó là khi mà chúng ta khởi động cái là chúng ta chờ bể đầy thì đạt luôn cái nhiệt độ nước mà chúng ta mong muốn. Còn cách thứ hai nữa, đơn giản hơn nữa, là các anh chị hẹn giờ khởi động. Vì tất cả những cái công nghệ này thì nó đều kết nối với cái app cài trên điện thoại để chúng ta có thể điều khiển từ xa. Ví dụ như chúng ta bắt đầu từ chúng ta ở ngoài, chúng ta bắt đầu về nhà đi, thì chúng ta xác định là khoảng 45 phút nữa chúng ta về tới. Thì ok, bây giờ chúng ta bắt đầu khởi động trên app để cho ở nhà nó sẽ tự động nó khởi động và nó xả nước ra bể ngâm gia nhiệt theo nhiệt độ mà chúng ta cài đặt. Rồi nhà, khi chúng ta về nhà, sau 45 phút sau chúng ta về nhà là chúng ta đã có cái bể ngâm sẵn. Mà nếu mà chúng ta về trễ hơn cũng không có vấn đề gì, tại vì trong cái khoảng thời gian đó thì khi cái máy gia nhiệt nó đã hoạt động rồi thì nó sẽ giữ cái nhiệt độ liên liên tục là ở trong cái trạng thái nhiệt độ mà chúng ta cài đặt. Rồi, đó là cái phần công nghệ nha. Nói chung giải thích để cho các anh chị hiểu tường tận, để cho các anh chị tự tin giải thích với khách hàng thôi. Còn về cái trải nghiệm của khách hàng thì rất đơn giản. Một là bấm màn hình điều khiển xong rồi thưởng thức thôi. Hoặc hai là sử dụng trên điều khiển từ xa trên app cài đặt trên điện thoại, và cũng chỉ thao tác rất là đơn giản giống như là bật cái tivi từ xa vậy thôi. Rồi xong, sau đó sau khi sử dụng thì chúng ta xả hoàn toàn để cho nó khô ráo trong cái phần bể, và chúng ta cũng bảo quản nó giống như bất kỳ một cái bồn tắm gia đình nào mà chúng ta đang có. Rồi, rất là dễ hiểu đúng không anh chị? Thì đây, giao diện khách hàng nhìn thấy, khách hàng sẽ không có nhìn thấy mấy cái vấn đề về kỹ thuật quá phức tạp vì nó nằm hết trong phòng kỹ thuật. Khách hàng chỉ nhìn thấy cái bể, đối với căn đơn lập và căn dinh thự thì nó là bể đá. Còn đối với căn song lập và căn garden thì chúng ta sẽ là cái bể bể hình chữ nhật, và nó là bể ốp thành bể là gạch tối màu. Rồi, thì Quyên nhắc lại một lần nữa cái nguyên lý là nó cần thời gian để làm đầy cái bể khoáng, và trong thời gian đó thì cái máy gia nhiệt nó sẽ hoạt động để nó làm tăng nhiệt dần lên.
cho tới khi đạt được cái nhiệt độ mà khách hàng lựa chọn. Rồi ví dụ như khách hàng đang để 37 độ đi, lát sau họ sẽ cảm thấy quen và họ sẽ muốn tăng cái nhiệt độ, thì họ cứ bấm tăng lên thành 40 hay là 42 độ. Thì chúng ta có cái khung nhiệt độ tiêu chuẩn của cái bể này là từ 37 cho tới 42. Xong đối với cái bể gia đình là xong rồi nha anh chị. Thiết kế mang lại trải nghiệm thì hôm kết ốp là Quyên nói rồi nè. Bây giờ Quyên nói sâu hơn tí xíu nữa về cái phần thiết kế cho từng căn. Rồi đầu tiên là căn dinh thự. Thì anh chị cũng có hỏi về cái phần chốt an ninh. Thì ở đây á, anh chị sẽ thấy nè, cái khu mà onsen garden á, đa số là sẽ hướng tới cái trải nghiệm mà nó nhộn nhịp hơn, nó vui hơn và nó gọi là nó sao nó cởi mở hơn á, nó open hơn. Thì như vậy thì cái phần mà an ninh mà khu đóng á, thì chúng ta sẽ đóng trong nguyên cái đường onsen 1. Có nghĩa là hai cái chốt an ninh thì chúng ta sẽ nằm ở hai cái chấm đỏ mà Quyên đang minh họa trên màn hình á. Và toàn bộ đi vào trong cái khu này, nó là khu đóng mà. Cho nên đi vào cái khu này thì chỉ có chủ nhà hoặc là khách mời của chủ nhà thì được vào. Còn đối với cái khu mà onsen garden á, thì sẽ có an ninh lưu động và camera an ninh. Chứ không phải là cái khu nóng, khu đóng khó tiếp cận. Nhưng nó sẽ luôn luôn được đảm bảo an ninh. Tức là ở đó vì nó gần cái tổ hợp resort clubhouse, cho nên anh chị yên tâm là về mặt an ninh là được đảm bảo. Nhưng mà nó không phải là khu đóng hoàn toàn mà có chốt an ninh giống như trên cái trục đường onsen 1. Onsen 1 và onsen 2 thì chúng ta sẽ là an ninh khu đóng. Còn garden thì nó sẽ là gọi là đóng 50%, mở 50% á, tức là an ninh lưu động và hệ thống camera giám sát. Rồi. Đi vào chi tiết hơn thì anh chị đang quan tâm tới cái phần kích thước bể, chứ còn các loại kích thước còn lại thì nó cũng đơn giản. Và hôm nay Quy giải thích về cái bể với lại cái phần vườn. Thì đối với căn dinh thự á, chúng ta có hai loại bể nhưng mà thực ra nó là ba. Vì sao? Bởi vì cái bể mà bể ngoài trời anh chị sẽ thấy là nó có bể cân bằng. Ông Quyển giải thích nha. Đầu tiên á, cái phần bể trong nhà, thì cái bể trong nhà này á, cái thể tích nước đó là một, nó khoảng 1,1 khối, và cái diện tích lòng bể nó khoảng 1,76 mét vuông. Có nghĩa là chúng ta có thể ngâm thoải mái cùng lúc là 2 cho đến 3 người đối với cái bể onsen trong nhà. Anh chị sẽ nhìn thấy cái bể ngoài trời này rất là lớn. Thì nhưng mà nếu như mà gia đình mình á, ngâm cùng lúc không có nhiều người, tại vì cái bể ngâm ngoài trời nè cùng lúc có thể ngâm được tới 10 người. Mà nếu như mà mình nhiều hơn hai người, giả sử mình là 5 người đi, nhưng mà nếu mà mình xả nước vào hết nguyên cái bể to này nè thì nó tới 10 khối nước. Như vậy thì nó cũng sẽ là tốn kém. Tốn cái đó là bao gồm tốn nước khoáng nè, tốn cái công suất của gia nhiệt, nó phải hoạt động công suất cao hơn để nó làm gia nhiệt được cho nguyên cái bể to này. Thì như vậy thì đối với cái bể to như vậy, người ta mới làm thành một cái phần ngăn thành cái bể cân bằng. Tức là đầu tiên khoáng nó sẽ vào cái phần bể cân bằng này để cho anh chị có thể sử dụng ngâm ngoài trời dành cho 3 tới 4 người. Còn khi mà nhiều hơn nữa thì anh chị mới cho nó full luôn nguyên cái bể để chúng ta sử dụng được khoảng 10 người. Thì như vậy thì chúng ta sử dụng ở trong nhà, sử dụng cho ít người rất hiệu quả. Ở ngoài trời chúng ta muốn sử dụng cho ít người, chúng ta cũng có thể sử dụng hiệu quả khi chúng ta chỉ sử dụng bên phần bể cân bằng. Còn khi chúng ta sử dụng nhiều người hơn nữa đối với căn dinh thự thì chúng ta sử dụng full nguyên cái bể. Thì đó chính là cái thiết kế đặc biệt hơn dành riêng cho căn dinh thự. Chỉ có căn dinh thự thì mới có cái này thôi. Rồi, tới phần vườn. Cho Quyên uống miếng nước. Đối với phần vườn thì anh chị sẽ thấy là chúng ta tất cả loại căn biệt thự á, chúng ta sẽ làm theo phong cách là thiền khô. Có nghĩa là chúng ta sẽ không có làm những cái hồ cá koi, tầng nước hay là dòng nước, dòng thác rồi này kia uốn lượn quanh nhà. Thiền khô thì chúng ta sẽ đi theo cái chủ đề chủ yếu là sử dụng nè sỏi trắng trên thảm cỏ nhung. Thì anh chị sẽ thấy phần lớn khi mà nhìn vào tất cả các layout của các khu vườn trong các căn á, thì các anh chị sẽ thấy là phủ xung quanh vườn hết là bằng những cái thảm cỏ nhung. Cỏ nhung thì chúng ta cũng sẽ có làm độ dày khác nhau, màu sắc khác nhau, hình thù nó uốn lượn thành cái hình thái khác nhau. Nhưng mà xen lẫn trên đó sẽ là rải sỏi trắng để tạo thành những cái khu vực mà khách hàng có thể ngồi làm bàn trà ngoài trời nè, hoặc là khu vực barbecue cho gia đình ngoài trời nè, trên cái nền sỏi. Thì cái phong cách mà sỏi với lại cái đá cuội
để mà dùng làm trang trí trong cái thiền khô này, anh chị cũng có thể dễ bắt gặp trong các cái khu công viên mà theo phong cách Nhật của Eco Park đã làm. Ví dụ như ra công viên mùa thu thì các anh chị cũng sẽ thấy có cái khu vườn Nhật thì cũng có mang hơi hướng là phong cách thiền khô này rồi. Và chúng ta sẽ có là trong căn dinh thự thì nó sẽ đặc biệt hơn nha anh chị. Các cái cấp độ sân vườn nó sẽ tăng dần. À, căn garden thì chúng ta sẽ có cũng là sỏi trắng, cũng là đá cuội, cũng là thảm cỏ nhung. Và chúng ta sẽ có thêm những cái khóm hoa bụi. Rồi tăng dần lên cái căn song lập, tăng dần lên căn đơn lập. Thì căn dinh thự thì chúng ta sẽ có thêm những cái loại cây điểm nhấn. Ví dụ như là phát tài núi, lộc vừng là hai cây tạo điểm nhấn về mặt cảnh quan sân vườn. Nhà chúng ta cũng sẽ có thêm tùng la hán với lại thông caribe để chúng ta trồng điểm xuyết vào trong những cái vị trí mà nó tạo cảnh quan. Như vậy thì mỗi một cái khu vườn của căn dinh thự với lại căn đơn lập á, tùy là diện tích sân vườn còn bao nhiêu. Thông thường chúng ta sẽ trồng từ 6 cây cho tới 8 cây lớn, bao gồm các chủng loại như là lộc vừng, quên nói lộc vừng rồi gì nữa ha, lộc vừng, phát tài núi, tùng la hán Việt Nam và thông Caribe. Rồi, đó là những cái phần cây sân vườn. Còn các cái chủ đề là nó sẽ là sỏi trắng, thảm cỏ nhung, đá cuội, đá dạo bước đi và các cái khóm hoa. Thì các cái khóm hoa bụi này thì chúng ta cũng trồng những cái loại hoa nó vừa có cái màu tinh khôi, ví dụ như là mai chỉ thiên nè, lài nhật nè, nguyệt quế nè, để nó vừa có mùi hương thơm, nó vừa có cái màu sắc vừa là xanh vừa là trắng, nó thích hợp với cái phong cách thiền khô cũng như cái màu chủ đạo của cỏ nhung và sỏi trắng, thì nó cũng đi theo hai cái gam màu là xanh lá cây và trắng để nó hài hòa chung với cái thiết kế cảnh quan chung của tất cả các căn biệt thự. Rồi đó là cái phần trả lời cho cái câu hỏi về sân vườn và bể đối với căn dinh thự. Rồi đối với căn dinh thự này các anh chị trong layout thì có thể hiện đầy đủ rồi, công năng không gian quy không cần giải thích lại. Đó, ở đây các anh chị sẽ thấy nè, rải sỏi xung quanh, thành bể là ốp đá nè, rải cỏ xung quanh là chúng ta sẽ có những cái khóm hoa bụi. Chủ yếu là hoa bụi, còn xa hơn nữa thì sẽ có những cây bóng mát, cây tùng, cây phát tài, cây cây thông caribe. Thông caribe là loại nó đã quen thích ứng với cái khí hậu Việt Nam rồi đó anh chị. Rồi, đây. Triệu hạt mưa rơi không có hạt nào nhầm chỗ, hình vẽ cũng không có hình nào là không có ý đồ. Đây là hình minh họa cho căn dinh thự 1ON46A. À, kế tiếp đây là căn dinh thự 1ON10. Quên để cái mã hơi xa để cho đừng cứ che cái vẻ đẹp của căn dinh thự thôi. Cái căn dinh thự nằm dưới nha anh chị, nằm ngay góc nè, chỗ con rê chuột. Căn dinh thự thứ ba giới thiệu hình vẽ tên anh chị đó là 1ON23. Còn căn đặc biệt nhất thì thôi giấu lại không có đưa hình, căn đó đặc biệt nhất nên sẽ là một thời điểm khác sẽ trình làng bức ảnh của căn dinh thự to nhất trong Onsen Village. À, đây là 1ON23 là ba căn dinh thự, căn dinh thự thứ tư là căn dinh thự bí mật chưa được bật mí về hình ảnh. À, trên bảng tổng mặt bằng anh chị sẽ thấy là có vẽ cái đoạn 1ON23 nó giống như là thảm cỏ, nhưng thực tế ra cái chỗ cái đoạn đó nó vẫn là cái dòng nước nội khu uốn quanh căn 1ON23 và căn 1ON46A luôn nha anh chị. Chỗ đó nó đều là dòng nước ở bên uốn lượn quanh bên bên hông nhà luôn, vì cái căn đó là căn gốc. Rồi, xong căn dinh thự nha, xong hình ảnh căn dinh thự. Chúng ta đến với căn kế tiếp, lại căn đơn lập. Căn đơn lập thì bể của nó sẽ không có bể cân bằng. Nó cũng không có cái phần bể trong nhà. Bể nó sẽ là một cái bể ngoài trời. Thì bể này ngâm được khoảng 6 tới 8 người. Thật ra mà ốm ốm giống như đa số người Việt Nam mình thì bể này ngâm được 10 người cũng bình thường. Họ tính là họ tính theo cái chuẩn chung của cái tạng người cũng khá là to đó. Còn cái bể này, bản thân cái bể của căn đơn lập nó cũng to lắm anh chị. Anh chị cứ tư vấn với khách là bể ngâm của căn onsen đơn lập thì nó khoảng 6 đến 8 người là trung bình. À, kích thước của cái thể tích khối nước á, cho cái bể đơn lập này thì nó khoảng hơn 5 khối nước chút. Diện tích lòng bể là 8,8 mét vuông. Ok, cái phần kỹ thuật rồi phần sân vườn thì quên không cần nói lại ha. Ở đây chúng ta cũng là phong cách thiền khô nè, các anh chị cũng thấy đó, rải sỏi trắng xung quanh cái phần sân nè. Sau đó chúng ta cũng trồng những cái loại cây bụi để tạo điểm nhấn về hoa, về hương thơm.
Còn các cái loài cây bóng mát thì cũng sẽ có Lộc Vừng nè, Phát Tài Núi nè, và các cây điểm nhấn là Tùng La Hán Việt Nam. Rồi hai mẫu đơn lập thì giống nhau, nó chỉ lật cái nó lật cái bố cục ngược lại với nhau thôi. Đơn lập thì nhiều, Ra Quyên có giới thiệu cho anh chị một cái đoạn này gồm 5 siêu phẩm khá là đặc biệt, một căn dinh thự và đi liên tiếp là 4 căn đơn lập. Thì nó là cái đoạn khá gần với resort Clubhouse. Nhà Quân vẽ một cái hình đặc biệt hơn cho các anh chị dễ chiêm ngưỡng dung nhan của 5 siêu phẩm này, một dinh thự và 4 đơn lập. Tiếp theo chúng ta sẽ có onsen song lập. Onsen song lập thì phần bể cũng đơn giản anh chị. Onsen song lập thì chúng ta có cái thể tích nó cũng bằng một nửa của đơn lập thôi, cho nên nó sẽ tiết kiệm và hiệu quả khi mà sử dụng cho gia đình. Thì cái phần diện tích lòng bể 3,8 m thì chúng ta ngâm 3 đến 4 người là thoải mái. Còn thể tích nước trong đó thì chúng ta cần khoảng hơn 2 khối nước, khoảng 2,3 khối nước cho một lần bơm đầy cái bể khoáng để chúng ta ngâm. Rồi cái vườn thì cũng vậy, vườn của sông Lập thì khá là dài, cho nên là chúng ta sẽ thấy là có nhiều các cái khu vực ngoài trời nằm ở phía sau nhà nè, hàng hiên rồi bãi sỏi và vườn uốn lượn xung quanh để có những cái khu ngắm cảnh, có khu uống trà, có khu để chúng ta có thể làm được thành không gian BBQ ngoài trời. Rồi, sau căn sông Lập, đây căn sông Lập thì sẽ có một cái cụm căn sông Lập này cũng khá là ấn tượng, đó là 4 căn sông Lập nằm gần một căn dinh thự. 4 căn sông Lập này thì bao trọn hết tất cả cái vui nè. Thứ nhất là đối diện onsen Clubhouse. Thứ hai là có ngay cái cây cầu cảnh quan để kết nối qua quảng trường On Lu. Thì đây là cái cụm 5 căn. 5 căn này là một căn dinh thự và 4 căn sông Lập. Còn lúc nãy Quyên giới thiệu cho anh chị một cái hình khác đó, nó là 5 căn gồm một căn dinh thự và 4 căn đơn lập, thì đều là siêu phẩm về biệt thự. Rồi chúng ta sang dòng sản phẩm thứ tư, đó là Onsen Garden. Onsen Garden thì chúng ta có khá nhiều căn cho nên hình ảnh thì cũng khá là dồi dào. 34 căn. Onsen Garden đó, nếu mà để mà làm cái second home đó, rồi sau đó những cái ngày còn lại mà khách hàng không sử dụng, mà khách hàng mời bạn bè hoặc người thân sử dụng đó, thì chúng ta cũng rất là hiệu quả, tại vì cái bể nhỏ gọn, mỗi lần sử dụng chỉ tốn khoảng 1,3 khối nước. Nhưng mà cái diện tích lòng bể 2,1 mét thì chúng ta cũng sử dụng được cho hai người ngâm thoải mái. Cái bể ngâm thì nó khác cái bể bơi, anh chị không có sải tay, anh chị không có tung tăng trong đó, chúng ta chỉ cần là ngâm thư giãn trong cái bể. Thì diện tích lòng bể 2,1 mét thì chúng ta ngâm được hai người thoải mái. Và mỗi một lần thì nó cũng rất là tiết kiệm diện tích cái khối tích nước. Thể tích nước chúng ta là 1,3 khối nước là chúng ta đã ngâm trong cái bể Onsen Garden được rồi. Rồi xung quanh phong cách thiền khô thì cũng như vậy, cũng rất là nhất quán, chúng ta cũng là rải sỏi nè, đá cuội nè, cây hoa thảm cỏ hoa bụi trồng xung quanh cái khu vườn. Đối với căn Onsen Garden thì anh chị có hỏi là làm sao để nó có tính riêng tư, thì chỗ này có tính riêng tư cũng rất là dễ, tại vì cái phần bể ngâm của Onsen nó cũng nằm trong nhà, thật ra nó cũng là nửa trong nửa ngoài á. Tất cả cái phần bể ngâm đó, nó đều có cái phần mái che lên trên, các anh chị nhìn thấy, các anh chị sẽ thấy đó, nó thực chất nó cũng vẫn là nằm có mái đua che trên. Và nếu mà muốn tạo ra cái sự riêng tư đó, thì chúng ta có thể sử dụng những cái thủ pháp về cây xanh, ví dụ như trồng những cái hàng trúc quân tử là nó cũng là cây xanh nó che chắn tạo sự riêng tư, mà nó còn làm đẹp mắt cho cái người mà ngồi ngâm khoáng ở phía bên trong cái bồn ngâm nữa. Thế ở đây thì chúng tôi cũng có vẽ một số hình minh họa cho các anh chị nhìn thấy có thể dễ dàng hình dung nè. Chúng ta có thể sử dụng những cái tiểu cảnh như là cái đó gọi là cái gì ta, Hòn Non Bộ, đúng rồi, những cái núi núi nhỏ, những cái đèn đá, và trồng xen lẫn với bonsai để nó vừa tạo tính riêng tư nhưng mà nó cũng là cái cảnh quan điểm nhấn để cho người ta vừa ngâm khoáng vừa ngắm nhìn ra cái khu vườn Nhật ở phía bên ngoài của cái căn Onsen Garden. Thì Onsen Garden các anh chị sẽ thấy là chúng ta có 34 căn Onsen Garden. Ở đây thì các căn á, trước khi mà bước vô cái phần đất nhà mình thì nó sẽ có một cái phần không gian vườn chung
nó nhỏ thôi nhưng mà sẽ trồng nhiều loài hoa rất là dễ thương ở phía bên trước nè. Đây là những căn onsen garden mà đối diện resort clubhouse đó anh chị. Nhìn từ resort clubhouse nhìn sang ta thấy 6 căn onsen garden. Thì đó anh chị sẽ thấy nè, bước sang trước khi vào nhà thì sẽ có một cái phần khu vực vườn chung chủ đầu tư chăm sóc. Rồi sau của mỗi nhà thì nó lại có một cái khu vực vừa rộng rãi để làm đường đổ xe và cũng vừa là trồng cây. Khu vực đó là trồng cây bóng mát và nó cũng tạo tính riêng tư cho cái phần bể ngâm ở phía sau. Đây, đây chính là các cái đường mà 71, 72, 73 anh chị sẽ thấy nè. Lối vào đổ xe rất là rộng rãi. Mặc dù là trong cái phần đất của mình không gian á tuy là nhỏ xinh và mình xây cái nhà thì nó đã rất là tối ưu trong cái phần đất đó rồi. Nhưng mà ở phía bên ngoài á thì chúng ta lại tận dụng được cái phần cây xanh cảnh quan công cộng, cho nên đổ xe và làm những khu vườn ở phía bên ngoài thì nó rất là đặc sắc, mà chúng ta cũng không phải chủ nhà, chúng ta phải không không phải tốn công chăm sóc. Rồi ở đây Quyên trực diện hơn cho hai căn onsen garden. Thì ở đây nó có một cái xu hướng mới hiện nay á, anh chị sẽ thấy là người ta mua một cặp onsen, một cặp song lập á, thường là người ta không phải là mua hai căn cùng một cái đơn nguyên, mà người ta sẽ mua hai căn mà nó có chung cái khoảng vườn để từ đó là họ có thể là sử dụng cái khu vườn chung. Thì ở đây vẽ cái này minh họa để cho các anh chị dễ hình dung là khách hàng nếu mà họ mua, họ muốn sở hữu hai căn thì họ có thể có thêm một option nữa là mua hai căn nằm thông chung cái khoảng sân vườn để họ không cần phải rào, mà họ sẽ mở cái khu vườn đó ra thành cái khu vườn chung thì nó sẽ có nhiều cái công năng sử dụng khu vườn đó hơn. Và đây là những cái căn onsen garden nằm bao quanh cái resort clubhouse, mà trước là resort clubhouse mà sau đó là dòng nước uốn quanh thì cũng rất là xinh. Và ở cái đoạn đó thì chúng ta cũng có thêm cái lợi thế bước ra khỏi cái sân nhà mình thì mình lại có cái phần không gian cảnh quan xanh vùng đệm từ cái sân nhà mình ra tới cái mặt nước ranh của dự án là 15 mét. Thì đó là minh họa thêm cho anh chị thấy từng căn dù diện tích nhỏ hay lớn thì nó đều có không gian vùng đệm xung quanh khá là bổ trợ thêm cái giá trị cho cái căn biệt thự. Rồi đây là thêm hình ảnh cho các anh chị chiêm ngưỡng nè, đây là các căn onsen garden. Thì hôm vừa rồi có nói một cái tip nhỏ để cho chúng ta phân biệt cái căn onsen garden với căn song lập, anh chị sẽ nhìn thấy cái phần lam sắc ban công nè, nó nằm ở trong nè, thì nó chính là cái căn onsen garden. Còn căn song lập á thì cái phần lam sắc á, nó sẽ nằm về phía bên gần hông á, nó nằm phía xuất ra hơi bên ngoài. Trong cái phối cảnh á, anh chị hay nhìn thấy có một cái cây hoa màu hồng hồng nè. Thì có nhiều anh chị cũng hỏi là chủ đầu tư có trồng sẵn không và nó có phải là cây anh đào hay không. Ở trong cái hình này Quân muốn giải thích vài ý nha. Ý thứ nhất đó là đó vườn, thì anh chị thấy nè, nếu mà chúng ta muốn riêng tư á thì chúng ta cứ trồng cái hàng trúc quân tử xung quanh thì nó cũng rất là tệp với cái tinh thần Nhật và nó cũng tạo cảnh quan. Còn ở trong này nè, chúng ta làm những cái khu vườn tiểu cảnh. Đây nè, Quân đánh dấu cho anh chị xem nha. Đây, anh chị làm trúc quân tử nè, bao quanh xung quanh này. Rồi cái chỗ này là cái chỗ mình ngâm khoáng nè. Thì cái chỗ ngâm khoáng này thì anh chị thấy nè, làm tiểu cảnh cao lên, làm đá cao lên thì anh chị sẽ có khu vực này nó vừa riêng tư mà anh chị sử dụng được, hoặc là ngâm khoáng ở đây thì cũng ngắm ra được cái khu vực ở phía bên ngoài này, thì nó cũng đủ đáp ứng vừa tính riêng tư vừa cái tính cái sân vườn cảnh quan tạo vẻ đẹp cho cái trải nghiệm ngâm khoáng nóng. Rồi bây giờ còn cái cây này thì đó, như Quân nói anh chị có hỏi là cái cây này thì thấy trong các cái khu onsen chủ đầu tư có hay vẽ cái cây hoa màu hồng này, thì cái cây này không phải là anh đào Sakura đâu. Cái cây này á mình trồng được và nó là cái loại cây gọi là cây đỗ mai. Thì anh chị sẽ thấy là cây này trồng được với khí hậu miền Nam và một số tỉnh đã có trồng thành công rồi. Và chủ đầu tư cũng sẽ lựa chọn cái cây này để trồng cho các cái khu vực onsen village của chúng ta, thì nó cũng sẽ có cái sắc hoa màu hồng, nhưng mà nó không phải họ anh đào đâu mà nó là họ đỗ, thì nó là họ đậu á. Thì nó thì những cái cây này nó cũng mang tới cái chất Nhật, cái không gian cảnh quan. Thì nếu mà khách hàng có hỏi anh chị trong những cái hình phối cảnh đó, cái cây hồng hồng đó là cái gì, phải cái anh đào không, thì nó là cây đỗ mai nha anh chị. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ đến với cái phần
tổng kết lại bốn loại hình sản phẩm này thì các anh chị quen rồi nè, căn dinh thự là 5 phòng ngủ, còn lại là 3 phòng ngủ thì đều có bể onsen riêng dẫn tới từng nhà, mỗi loại căn thể tích, diện tích, vườn làm sao, rồi kỹ thuật onsen như thế nào. Hôm nay Quyên đã giải thích rõ rồi. Bây giờ thêm một cái công cụ nữa đi cho các anh chị. Phần lịch thanh toán này các anh chị sẽ thấy nè. Trong cái video chính sách thì cũng đã ban hành rồi, năm 2024 khách hàng chỉ thanh toán 20%, 2025 thêm 40%, 2026 35% còn lại và nhận nhà. Thì cái này chúng ta cũng sẽ rải đều ra, mỗi một đợt thanh toán nó cũng cách nhau là khoảng 2 tháng cho mỗi đợt thanh toán, và mỗi đợt thanh toán là khoảng 10%. Rồi, còn cái phần chính sách thì vừa rồi anh chị sẽ có thấy rồi là chúng ta có onsen song nhập và onsen garden là tặng cái liệu trình trị liệu toàn diện 100 triệu đồng, và chúng ta trừ luôn trực tiếp vào giá onsen đơn lập và onsen dinh thự thì 200 triệu. Ngoài ra thì có một chính sách nữa hôm nay công bố luôn, đó là đối với khách hàng thân thiết, có nghĩa là chính chủ đang đứng tên trên hợp đồng mua bán hoặc là giấy chứng nhận bất động sản do nhà sáng lập Ecopark phát triển, thì chúng ta sẽ được có thêm cái chính sách khách hàng thân thiết là 1%. Rồi, đó là thông tin. Còn bây giờ thì từ nay cho tới ngày rắc căng thì các cuối tuần chúng ta sẽ có trong cái tháng gần tới Trung thu thì chúng ta sẽ có cái thông điệp là Trung thu thưởng trà. Và trà nó cũng là một cái nét đi liền với cái trải nghiệm onsen trong văn hóa của người Nhật. Thì trong cái không gian mà thưởng trà thì cũng rất là dễ để chúng ta gợi nhớ tới cái cách sử dụng onsen trong cái truyền thống chăm sóc sức khỏe của người Nhật, và có cái cơ hội chia sẻ sâu hơn về câu chuyện tắm khoáng nóng onsen, đặc biệt là khoáng nóng onsen dẫn tới từng nhà, sử dụng cái nguồn khoáng tự nhiên, thiên nhiên từ các mỏ khoáng tốt nhất của Nhật hiện nay. Đây là toàn bộ cái nội dung mà Quyên chia sẻ tới anh chị. 1 giờ 15 phút, ok, chúng ta lố 15 phút so với kế hoạch ban đầu. Thì bây giờ sẽ rất là nhanh thôi, sẽ có thời gian để cho các anh chị đặt câu hỏi. Thì anh chị có thể như Quyên nhắc lại nè, trong số hơn 30 câu hỏi mà Quyên nhận được từ đầu á, thì Quyên đã lồng ghép hết vào trong đây. Thì nếu như mà các anh chị còn câu hỏi nào mà chưa tìm ra câu trả lời sau hết nguyên bài đào tạo rồi, thì anh chị có thể nhắn lại một lần nữa là cần làm rõ thêm chỗ nào. Hoặc là anh chị có thể gửi về cho các giám đốc dự án tại từng đại lý để tổng hợp một lần nữa, gửi sang cho chủ đầu tư, và chủ đầu tư sẽ giải thích thêm bằng câu từ để cho các anh chị hiểu. Và đồng thời trong thời gian này thì chủ đầu tư cũng có lên rất là nhiều tuyến bài để giải thích cho thị trường hiểu chúng ta là khoáng nóng trị liệu và chúng ta có nguồn gốc từ khoáng tự nhiên 100%. Rồi tác dụng trị liệu ra sao, chúng ta đầu tư công nghệ như thế nào, chúng ta mang tới trải nghiệm như thế nào cho khách hàng. Quyên chỉ có một cái dặn dò thêm, đó là chúng ta đừng tách rời Onsen Village thành một sản phẩm riêng, mà chúng ta nên nhớ nó cũng cộng hưởng từ cái giá trị của vùng đất Blue Zone, vì chúng ta ở bên cạnh rất nhiều cái tiện ích chung của Eco Village, ví dụ như hệ thống cảnh quan, mật độ xây dựng, mật độ cây xanh, sông ngòi, mặt nước nội khu, công viên Six Sense, quảng trường Ông Lu, bến du thuyền, hoặc là sự cộng hưởng giá trị của thương hiệu Kempinski, thì tất cả những cái đó nó đều hòa quyện chung làm nên cái tiêu chuẩn cao của Eco Village, chứ không phải là chúng ta tách rời đi cái yếu tố nào cả. Và cộng hưởng thêm những cái yếu tố riêng có của Onsen Village nữa thì nó sẽ là cái giá trị hoàn hảo mang tới cho khách hàng của chúng ta. Rồi, một số câu hỏi mà Quyên có thể đọc và trả lời luôn cho anh chị nha. Còn một số câu nào chúng ta sẽ kéo dài thêm 12 phút nữa tới 11:30. Sau đó thì sẽ còn cái ý nào mà anh chị chưa nghĩ ra kịp thì anh chị tổng hợp câu hỏi gửi về cho giám đốc dự án. Câu hỏi đầu tiên của anh Trọng là sau khi sử dụng xong có bắt buộc phải xả bỏ hay so không, có tận dụng hay không, và giá bao nhiêu một mét khối. Thì những này anh chị giống như bình thường anh chị ngâm bồn ở nhà thì mình ngâm, có thể là mình cũng bỏ nó dầu rồi hoa hồng rồi này kia, ngâm xong rồi nếu mà người người thứ nhất ngâm sau đó người thứ hai vào ngâm thì ok anh chị không cần phải xả bỏ, nhưng mà xong rồi anh chị để qua ngày hôm sau thì anh chị có để không hay là anh chị phải xả bỏ. Thì đó là đơn giản đúng không, là gợi nhớ cái cách mà chúng ta sử dụng bình thường là anh chị biết ngay rồi, khi anh chị sử dụng xong rồi nếu mà anh chị sử dụng liên tục nha,
Liên tục có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh chị sẽ bật cái máy gia nhiệt và máy lọc liên tục. Thì ok, anh chị không cần phải xả bỏ. Nhưng thông thường người ta cũng khuyên là khi mà anh chị ngâm, tại vì mỗi một người ngâm vô thì nó sẽ hấp thụ cái khoáng vào trong người. Thì ví dụ anh chị ngâm tới cái bể khoáng mà dành cho 10 người của căn dinh thự đi, thì anh chị ngâm lần thứ nhất 10 người, ok, 10 người này chưa hấp thụ hết khoáng trong bể. Anh chị ngâm lần thứ hai cho 10 người nữa, thì lần này chắc chắn là cái nồng độ khoáng, tại vì nó hấp thụ vào trong người mà, thì nó sẽ hấp thụ bớt rồi. Như vậy thì anh chị sẽ cần phải xả. Một là anh chị xả để mà anh chị thêm, tăng thêm cái lượng khoáng vào. Hoặc hai là anh chị xả bỏ hoàn toàn, nếu như mà anh chị để cách đó vài tiếng sau hoặc là một hai hôm sau anh chị mới sử dụng nữa, thì là anh chị phải xả bỏ để vệ sinh bể. Nó cũng giống như cái bồn tắm của mình thôi, mà nó khổng lồ hơn thôi, nó tới 10 khối nước, trong khi cái bồn tắm bình thường của mình thì khoảng 200 lít, 250 lít. Và nếu mà tận dụng lại thì ngay trong cái công nghệ đầu tư là đã có tận dụng lại rồi. Có nghĩa là trong quá trình mà các anh chị ngâm bồn thì anh chị sẽ thấy đó, nước khoáng tràn ra thì nó sẽ có cái hệ lọc và tuần hoàn, sau đó nó quay trở lại, tức là lọc sạch ra xong rồi nó sẽ quay trở lại cái bể, là ngay trong quá trình mà anh chị sử dụng thì nó đã có lọc và tuần hoàn để tận dụng lại. Còn sau khi mà anh chị xong ngưng vài tiếng hoặc là vài ngày thì chắc chắn là chúng ta phải xả bỏ đi cái bể đó. Còn về giá, cái giá của cái khối khoáng này nó sẽ tùy vào lúc đó là chúng ta sử dụng cái loại khoáng gì, giá cả trên thị trường nó ra sao. Cái này em chị hình dung giống như là anh chị mua một cái máy pha cà phê, một cái máy pha có thể pha được cappuccino với là americano đi, xong rồi anh chị hỏi Quyên là vậy giá cà phê bao nhiêu, thì thật ra anh chị đã đầu tư cái máy, còn cái việc mà anh chị chọn cái nguyên liệu cà phê nào á thì nó rất là vô chừng trên thị trường. Ví dụ như anh chị uống cà phê trồn thì nó phải là mấy triệu một ký, mà anh chị uống cà phê Trung Nguyên thì nó phải là mấy trăm ngàn hay là 1 triệu, thì nó rất là nhiều loại, nó rất là đa dạng. Và bột khoáng cũng vậy, bột khoáng từ từ từng cái loại nhà cung cấp, từ từng nhà cung cấp và từng cái suối khoáng mà họ khai thác thì nó có đều có khung giá khác nhau. Như vậy thì cái đó là tùy vào lúc đó là chúng ta sử dụng cái loại nào, cũng giống như cái sự vô chừng của giá nội thất vậy đó anh chị. Nội thất hay Ý hay là thạch thất hay là ở đâu thì nó đều có cái mức giá khác nhau. Và cái đó anh chị còn một cái cách nữa như nè, tại ngay chỗ cái dẫn khoáng từ trung tâm về, sau này anh chị cũng hoàn toàn có thể tự pha khoáng, nhưng nếu làm như vậy thì nó không có đảm bảo được cái hàm lượng khoáng. Mà ở cái trạm khoáng trung tâm của chủ đầu tư á, thì đã đầu tư cái công nghệ để tính toán nồng độ hàm lượng và kiểm soát nó bằng cảm biến, cho nên đảm bảo cái nồng độ tốt cho sức khỏe và được lựa chọn, tức là hàng tuyển ngay từ đầu rồi. Cho nên là bao nhiêu một mét khối thì đó là tùy loại khoáng và tùy tới cái thời điểm đó nha anh chị, thời điểm mà nó vận hành thực tế. Phần bảo trì trong khu vực kỹ thuật thì sẽ do cái đơn vị lắp đặt họ sẽ bảo trì luôn. Rồi, thường á, khi cái này chúng ta lắp đặt rồi thì thường nó sẽ có ít có vấn đề đó, thì nó cũng giống như là bể khoáng và máy nước nóng lạnh gia đình vậy đó, nhưng mà nó ở một cái công nghệ cao hơn và nó có cái độ phức tạp hơn. Tuy nhiên phức tạp với người lắp đặt thôi, chứ còn đối với người sử dụng thì nó lại rất là đơn giản vì chỉ có bấm nút cảm biến thôi. Thì anh chị cũng tưởng tượng nó cũng giống như các cái loại máy móc thiết bị, ví dụ như cái máy rửa chén ở nhà mình đi, hoặc là cái máy lạnh, hoặc là cái máy giặt, thì chúng ta cũng không phải là bảo trì thường xuyên, mà khoảng vài năm hoặc là chúng ta có thể định kỳ hàng năm thì chúng ta có gọi kỹ thuật tới để kiểm tra bảo trì, thì cái chuyện đó nó cũng bình thường giống như tất cả các thiết bị thông minh mà chúng ta đang sử dụng. Rồi, câu hỏi về giá khoáng thì Quyên vừa trả lời ở trên nha. Tức là chúng ta đang đầu tư cái máy pha cà phê cappuccino và giá cà phê là loại mà chúng ta tùy chọn. Thì dĩ nhiên chủ đầu tư cũng sẽ liên tục cập nhật để lựa chọn những cái tốt nhất có giá cả phù hợp. Khách hàng khi xả khoáng thì tính tiền như thế nào? Thì anh chị sẽ thấy lúc nãy trong phần công nghệ á, tôi có đưa cho các anh chị coi là chúng ta có cái dẫn khoáng từ cái bể trung tâm về tới từng căn. Như vậy thì tại đó nó có gắn cái đồng hồ riêng cho từng nhà, thì anh chị cứ bật lên sử dụng bao nhiêu thì cái đồng hồ đó nó đo và nó tính tiền bấy nhiêu.
bàn giao sân vườn, vậy có dịch vụ phí quản lý có bao gồm chăm sóc sân vườn hay không? Rồi bàn giao sân vườn là sân vườn chung trong cái trong sân vườn trong các căn nhà, và chủ đầu tư có chăm sóc trong vòng 6 tháng đầu tiên kể từ ngày bàn giao, để đảm bảo là khi khách hàng lỡ mà chưa có về kịp á, thì chưa có về ở ngay á, thì vẫn được chăm sóc. Nhưng mà sau đó rồi nó đã là vườn của anh chị rồi, anh chị có thể cải tạo thêm, anh chị có thể thêm bớt này kia, thì cái phần mà về sau trong cái phần đất đó, ban đầu thì nó là cái quà tặng đi kèm, nhưng về sau nó đã là của mình rồi, mình tự mình cải tạo cải tiến và tự mình chăm sóc. Rồi các câu hỏi về kỹ thuật định kỳ hay là thường xuyên hay là như thế nào thì Quyên trả lời chung rồi nha. Onsen Club House và Resort Club House khi sử dụng có trả phí không? Chắc chắn là có rồi em. Tại vì anh chị thấy đó, mình đầu tư công nghệ như vậy mà. Và mình làm cái đó là để cung cấp liệu trình trị liệu, chứ không phải là để cung cấp dịch vụ miễn phí. Anh chị mình cung cấp miễn phí là nó không còn bao giờ còn còn giữ được cái độ cao cấp nữa. Và chúng ta tất cả các cái dịch vụ mà có phục vụ đó thì đều luôn luôn có thu phí. Rồi dự kiến bao nhiêu thì sẽ tùy thuộc vào em dùng dịch vụ gì, rồi lúc đó cái độ cung cấp dịch vụ đó người ta cao cấp tới mức độ nào thì sẽ có cái giá tương ứng. Giá cả thì cũng luôn luôn biến thiên theo thời gian mà anh chị. Rồi các loại khoáng có tác dụng khác nhau, vậy bể khoáng ở villa là loại khoáng nào và có chức năng chính là gì? Câu này giống như đã chị nói đó, em mua cái máy cà phê thì có thể hôm nay em uống Arabica, ngày mai em có thể em đổi sang Robusta, hoặc là ngày mốt em uống cà phê trộn hay là Colombia gì đó, nó có rất nhiều loại. Thì tương tự cái này là mình đang bàn giao cho khách hàng cái công nghệ và kỹ thuật sử dụng khoáng, còn cái việc sử dụng cái loại bột khoáng nào có tác dụng gì thì tại từng thời điểm của cái đơn vị vận hành á, thì họ sẽ có cái chủ đề. Ví dụ như đang là ở bên Nhật cũng vậy anh chị, họ sẽ thay đổi, là thường thay đổi theo mùa. Ví dụ như là đang là cái mùa này là mùa mùa lạnh đi, thì họ sẽ cần sử dụng những cái loại khoáng mà nó mang lại cái cảm giác ấm áp, thì họ sẽ ưu tiên những cái loại khoáng thiên về clorua. Ví dụ như tới cái mùa xuân đi, người ta cũng cần cái sự tươi mới, sự tươi trẻ hơn, thì họ sẽ sử dụng cái khoáng kiềm. Thì nhưng mà như vậy nè anh chị, cái khoáng đó thì nó cũng giống như cà phê vậy đó, loại cà phê nào mỗi loại cà phê nó sẽ có một chút cái vị nó khác nhau, nó có cái sự tinh tế nó khác nhau, nhưng nhìn chung thì nó đều chứa caffeine và nó đều làm cho chúng ta tỉnh ngủ. Thì tương tự khoáng cũng vậy, tức là mỗi loại thì nó sẽ có thiên về một chút cái nổi trội hơn, nhưng nhìn chung các loại khoáng thì nó đều xuất phát từ cái cơ bản nguyên thủy của nó là gì, là nó đều tốt cho sức khỏe, nó đều cải thiện máu huyết, cải thiện lưu thông máu, cải thiện tuần hoàn, nó làm cho loại bỏ các độc tố và các cái tế bào chết trên da, thì đó là tác dụng chung của khoáng rồi. Thành ra khi mà kết hợp với khoáng nóng nữa thì nó sẽ là chung vừa nhiệt trị liệu và khoáng trị liệu. Cho nên cái đó là tác dụng, dùng cho chúng ta sử dụng loại khoáng nào, miễn nó là khoáng trị liệu thì nó đều có những cái cơ bản chung như vậy. Còn ví dụ như loại kiềm hay là loại clorua hay là cái loại khoáng khác nhau thì nó sẽ có gia giảm để nó có một chút cái sự khác nhau. Nhưng mà nó cũng quay lại, anh chị lấy ví dụ giống như chuyện uống cà phê vậy đó, thì có thể ly cà phê có thể loại khác nhau, nó sẽ có một sự thay đổi nhẹ trong cái vị giác mà chúng ta cảm nhận hoặc là hương thơm, nhưng nhìn chung nó đều có caffeine là cái nòng cốt. Thì tương tự các khoáng chất này cũng vậy, cho nên là người ta không phải là giống như là đưa cho mình cái menu xong rồi hỏi mình là ngày nào mình bấm cái khoáng nào cái nó ra cái khoáng đó. Để mà làm được cái việc đó đó là anh chị phải cần không gian của phòng kỹ thuật rất lớn, trạm pha khoáng khổng lồ và cái hệ đường ống là phải là tất cả các đường ống riêng, thì cái điều đó nó không thực tiễn trong triển khai. Cho nên là chúng ta sẽ hiểu cái nền tảng công dụng của khoáng là tốt cho sức khỏe, rồi sau đó từ cái loại chủ đề thì nó có thể có những cái hàm lượng khoáng tốt thiên về cái đặc trị cái nào hơn, nhưng về nền tảng thì nó đều là cải thiện hệ tuần hoàn, tẩy sạch tế bào chết, làm sạch da và làm mềm da, làm mịn da, nó là đều là cái tác dụng chung cơ bản giống như caffeine trong từng loại hạt cà phê, chứ không có cà phê nào mà mình uống vô mà mình cảm thấy buồn ngủ, nó không có đi ngược lại cái nguyên lý chung đó. Thì khoáng nó cũng giống như vậy.
Rồi Bảo Hà thì Quân trả lời chung rồi ha. Muốn đi qua Clubhouse phải đi đường vòng. Rồi, cái mà khu onsen 1 thì cái con đường đó là đường đóng. Nhưng mà tùy vào thời điểm. Ví dụ trong thời gian đầu khi mà vận hành nó rất là đơn giản thì an ninh có thể họ sẽ linh động hỗ trợ cho các anh chị để cho các anh chị đi qua cái đường ON1 để ra cái onsen Clubhouse. Nhưng với điều kiện là anh chị đi thẳng một đường để ra đó. Tương tự như các anh chị có cái trải nghiệm đi vào khu biệt thự đảo ở Eco Park đó. Nếu mà anh chị đi qua, đi tắt ngang qua cái khu đường biệt thự đảo thì người ta sẽ không cho anh chị đi. Tại vì anh chị mà đi qua thì nó sẽ mang theo khói bụi, mang theo tiếng ồn, người ta không muốn. Nhưng nếu anh chị sử dụng cái clubhouse trong biệt thự đảo thì người ta sẽ cho anh chị vào. Thì tương tự, ở đây nếu mà anh chị đi ngang qua đó để cho mục đích lưu thông thì người ta sẽ không cho, tại vì làm ảnh hưởng tới các căn villa, các căn dinh thự trong đó. Nhưng mà anh chị đi ngang qua để cái điểm đến là cái onsen clubhouse thì người ta có thể hỗ trợ để cho anh chị đi và đi thẳng tới cái điểm đến, chứ không phải là dung dân dung dẻ ghé chỗ này ghé chỗ kia. Rồi thời gian bàn giao chúng ta là tháng 6 2026 nha anh chị. Trường hợp khách mua onsen garden đập thông bể khoáng thật ra cái thiết kế của các onsen garden đó, thì hai cái bể khoáng nó đang nằm rời hai bên em mà. Đây chị xem lại cái thiết kế. Cái thiết kế của onsen garden đó, cái bể khoáng nó nằm rời hai bên chứ nó không phải nằm chung cái vách đó, Phụng, cho nên là em không có thông cái vách đó để em thông hai cái bể khoáng nó được. À, làm sao biết khoáng còn đủ ngâm thêm lần hai hay không? Thì nó cũng giống như anh chị pha cà phê đi, thì pha nước đầu rồi mình thấy còn đậm quá thì mình pha nước thứ hai đúng không? Đây mà pha tới nước thứ hai rồi thì nó sẽ dảo rồi, thì pha tới nước thứ ba nữa thì chắc chắn nó không còn tí caffeine nào rồi. Thì tương tự như khoáng cũng vậy. Khoáng đó là mình tắm cho lần đầu, ok mình tắm cho lần thứ hai vẫn còn cảm giác là thư giãn cũng được, nhưng mà chắc chắn lần thứ hai thì nó đã hấp thụ cái lượng khoáng. Nó đâu đã, những người ngâm trước người ta đã hấp thụ cái lượng khoáng rồi, cho nên là chúng ta phải xả thêm, thì cái đó là bổ sung khoáng và cấp bù, nó là một cái điều bắt buộc. Nên mình muốn cái gì tươi mới thì mình làm lại từ đầu. Còn nếu như mà mình muốn sử dụng, tái sử dụng thì dĩ nhiên là mình sẽ chấp nhận là cái hàm lượng nó không còn nguyên bản giống như ban đầu. Rồi, chính sách khách hàng thân thiết thì chỉ cần khách hàng đang đứng tên trên cái bất động sản. Ví dụ như đã mua Blue Forest rồi bây giờ mua onsen, ok được. Quy trình xả hết nước tại phòng kỹ thuật để thay nước từ trung tâm. Anh Cường có hỏi về quy trình xả hết nước tại phòng kỹ thuật để thay nước mới từ trung tâm. Như vậy anh Cường, cái phòng kỹ thuật thì nó không có chứa nước ở trong đó anh. Cái khoáng là tụi em pha ở cái bể trung tâm ở onsen clubhouse á, sau đó dẫn bằng cái hệ thống đường ống tiệt trùng, ống kính kính, nó không có sự xâm nhập của cái tác nhân bên ngoài, và nó dẫn một mạch đi từ cái bể trung tâm đó tới cái bể của cái căn villa của anh. Nhưng mà trước khi nó vô cái căn villa của anh á thì nó sẽ có đi qua một cái hệ thống bơm gia nhiệt với lại hệ thống lọc, mà trong đó hoàn toàn là nó kín cho nên nó vô trùng. Thành ra anh không cần phải xả bỏ cái nước ở trong cái khu vực của cái bồn lọc đó, tại vì nó cứ hoạt động trong môi trường kính thì nó không có xâm nhập của vi sinh vật. Và khi anh sử dụng thì anh chỉ cần khởi động nó là nó tự động kích hoạt cái hệ thống tuần hoàn, hệ thống lọc, hệ thống gia nhiệt luôn. Còn nước mà tụi em thay á là tụi em đã đảm bảo cái nguồn ở cái bể trung tâm anh Cường, có nghĩa là ở đó là mình sẽ có vệ sinh bể, mình sẽ có thay bể và mình làm ở cái bể trung tâm, còn dẫn tới cho từng căn của khách thì nó đã là cái khoáng đạt tới chất lượng trị liệu rồi, anh không cần phải thay ở trong cái khu vực mà tại nhà nữa. Mình chỉ có là trong cái bể của mình ngâm xong mình xả
rồi sau đó khi sử dụng mới thì mình sẽ mình mở khoáng ra mình sử dụng mới thôi. Hiện nay chúng ta sẽ không có cái phí dịch vụ kỹ thuật khoáng nóng hàng tháng đâu, tại vì cái kỹ thuật đó, đó là lắp đặt sử dụng cho lần đầu, và sau đó trong quá trình sử dụng, ví dụ khách hàng có cái gì thắc mắc thì mình gọi kỹ thuật, nó cũng giống như anh chị lắp cái máy rửa chén, xong rồi anh chị sử dụng thì đâu anh chị đâu có kêu kỹ thuật hàng tháng đúng không, kể cả lắp máy lạnh cũng vậy, anh chị cũng đâu phải tháng nào cũng kêu kỹ thuật là kiểm tra. Hay là đơn giản như cái này gần gũi hơn là cái thang máy đi, anh chị lắp thang máy trong gia đình thì người ta cũng kiểm định kỳ mỗi năm một lần, hoặc là khi mà anh chị nghe nó có cái gì bất thường anh chị mới kêu, cho nên cái đó là phát sinh theo sự vụ thôi, chứ nó không phải là người ta phải tới kiểm định kỳ một tuần mấy lần, nó không không phải như vậy. Cái này là lắp đặt nó rất là hiện đại và nó rất là đơn giản cho người sử dụng. Vệ sinh lòng hồ ngâm và nguyên liệu làm hồ. Làm hồ thì các cái bể ngâm này từ cái vật tư cho tới các cái thiết bị dẫn đường ống thì nó đều có chung một cái nguyên lý là chống ăn mòn, chống đóng cặn, cho nên là người ta đã lựa chọn kỹ cái phần vật tư rồi. Còn khi mà mình sử dụng bể mà mình vệ sinh bể á, thì nó cũng giống như em vệ sinh cái bồn tắm bình thường ở nhà mình thôi, mình cứ làm sạch nó bằng bằng cái nước sạch, chất liệu làm sạch là được rồi. Đó là lý do vì sao mà luôn luôn có thiết kế cái khu vực tắm tráng trước khi anh chị vào ngâm khoáng, và đúng điệu thì nó phải là như vậy. Anh chị sẽ tắm tráng cho sạch sẽ trước, và tắm tráng chứ không phải tắm xà bông nha, tại vì một xà bông thì nó sẽ có hóa chất. Anh chị sẽ tắm tráng bằng nước sạch, sau đó thì anh chị sẽ vào ngâm, thì đảm bảo là mình không có cái mang theo những cái chất bẩn. Chất bẩn ở đây nó có, nó là cái độc tố được bài tiết ra trong cơ thể của mình, và nó sẽ được cái khoáng chất nó xâm nhập vô, nó làm sạch, nó cuốn trôi những cái đó đi, chứ nó không phải là mình mồ hôi mồ kê nhễ nhại xong mình nhảy vô trong cái bể khoáng, là nó không phải vậy, mà mình sẽ có cái bước tắm tráng trước xong mình mới vô mình ngâm khoáng để nó thanh lọc cơ thể rồi. Cho nên là lúc đó là mình làm sạch cái bể khoáng này, nó cũng đơn giản là chỉ làm sạch xả nước cọ rửa. Căn dinh thự thì bể khoáng trong nhà và bể ngoài trời sẽ đều được bàn giao hoàn thiện luôn nha chị Trang. Thời gian xử lý nếu xảy ra sự cố kỹ thuật tại Onsen Villa là trong bao lâu? Thì nó cũng sẽ tùy theo cái sự cố gì á anh. Nếu như sự cố thông thường, thật ra em có trao đổi với bên tư vấn rồi, là trong tất cả công trình mà họ tư vấn và họ thực hiện á, ít khi nào xảy ra cái gì trong quá trình sử dụng á. Nhưng mà nếu có cái gì bất thường trong quá trình sử dụng thì tại cái tiếp theo là bản bản chất là mình đã có cái người phụ trách kỹ thuật ở Onsen Clubhouse rồi, cho nên cứ có vật việc gì cần thì kỹ thuật của Onsen Clubhouse sẽ hỗ trợ, cho nên chúng ta cũng không có sợ là nó lâu. Nếu như mà chủ đầu tư không có cái Onsen Clubhouse á, tức là không có người phụ trách kỹ thuật Onsen luôn á, thì anh chị mới lo. Còn cái này là tại Onsen Clubhouse chúng ta vận hành với công suất cả ngàn người mỗi ngày, thì luôn luôn có cái đội kỹ thuật và luôn luôn có những người am hiểu về kỹ thuật để vận hành, thì họ cũng sẽ có mặt ngay lập tức khi mà chúng ta cần cái vấn đề gì liên quan tới kỹ thuật tại Onsen. Khoáng là khách hàng đăng ký, thực ra khách hàng không có cần phải đăng ký giống như lúc nãy mình nói, tức là khoáng cấp tại nguồn thì người ta đã pha khoáng theo cái tỷ lệ nó đạt tiêu chuẩn trị liệu. Tiêu chuẩn trị liệu có nghĩa là hàm lượng mỗi loại bao nhiêu nó theo cái luật Onsen của Nhật. Thì như vậy thì khi mà cái đầu ra của khoáng nó đã đạt chuẩn trị liệu và nó chảy về tới bể thì khách hàng sẽ nhận được cái dòng khoáng đó thôi chứ không cần phải đăng ký. Rồi bảo hành hệ thống thì như lúc nãy em trả lời rồi, có nghĩa là bảo hành sẽ tùy theo cái đơn vị lắp đặt. Thông thường đối với các cái thiết bị công nghệ á, thì người ta bảo hành thường là 1 cho tới 2 năm, và sau đó cái quá trình mình sử dụng bình thường thì mình cứ kết nối trực tiếp với nhà cung cấp. Có dịch vụ vệ sinh hồ khoáng hay không thì cái này thông thường ở Onsen Clubhouse thì người ta luôn luôn có sẵn cái đội vệ sinh cái bể khoáng, thì nếu như sau này khách hàng cần cái dịch vụ đó thì khách hàng hoàn toàn có thể đặt cái dịch vụ. Chủ đầu tư cũng sẽ có đưa thêm cái yêu cầu này vào trong danh mục các dịch vụ cung cấp cho cư dân để cho khách hàng có thể gọi luôn cái dịch vụ vệ sinh ở bên Clubhouse, họ qua họ làm vệ sinh lòng bể cho mình.
Rồi, Khánh có hỏi là đối với phòng steam sauna thì bàn giao hoàn thiện trang thiết bị hay chỉ bàn giao cơ bản thôi? Thì cái này là mình chỉ bàn giao cái phòng, còn cái trong cái phòng đó đó khách hàng, tại vì á kinh nghiệm của chủ đầu tư khi mà hoàn thiện thì khách hàng có người thích xông ướt, có người thích xông khô, cho nên cái đó nếu như mà có một không gian mà chủ đầu tư hoàn thành sẵn á, thông thường mà lỡ không đúng ý á, thì khách hàng về trải nghiệm nó rất là khó chịu. Nên mình thích A mà mình phải sống như B đó mà mọi người. Thành ra là để mình để cái không gian đó, xong rồi khách hàng về thì tùy là họ thích cái gì. Nếu mà họ chưa biết họ thích cái gì, họ có thể trải nghiệm thử ở bên Onsen Clubhouse để họ biết là họ thích xông ướt hay xông khô. Có khi người ta có cả hai thì người ta lại cũng không thích mỗi 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 thứ một cái đâu, mà người ta thích cả hai nó đều là xông ướt hoặc cả hai nó đều là xông khô. Thì lúc đó là khách hàng về, khách hàng tự trang bị cái hệ thống xong. Hệ thống xong hiện nay có rất nhiều đơn vị đang làm trên thị trường. Nó cũng đơn giản anh chị, chủ yếu là cái xong đó là bằng thiết bị điện, xong rồi gỗ thì ốp gỗ thông, hoặc là cao cấp hơn nữa thì có nhiều loại gỗ để cho khách hàng lựa chọn. Cho nên cái phần đó là tùy theo nhu cầu, khách hàng sẽ làm theo ý thích của mình. Rồi lố luôn 10 phút rồi đó. Một câu cuối cùng của anh Lượng: sau khi mở bán có kế hoạch khi nào bắt đầu xây dựng khu này không? Khu này và onsen giai đoạn trước có chung một dòng dẫn khoáng hay không? Có, chúng ta đều có chung một cái nguyên lý về kỹ thuật. Nhưng mà đối với các onsen 2 á, thì cái trạm pha khoáng á, nó nằm bên cái khu đất hạ tầng kỹ thuật mà các anh chị nhìn thấy, nó nằm gần cái căn 2ON46A đó, nó nằm cuối cái đoạn đó đó. Thì anh chị sẽ thấy nó có một cái khu đất hạ tầng kỹ thuật ở trên bản đồ chúng ta cũng nhìn thấy á. Thì cái đoạn đó chính là đặt cái trạm pha khoáng nằm ở đó để dẫn khoáng cho các căn bên onsen 2. Còn onsen 1 thì sẽ dẫn khoáng từ cái trạm pha khoáng nằm ở onsen Clubhouse. Thi công thì như các anh chị cũng biết á, tất cả những cái phần này chúng ta đều tính toán cái phần hạ tầng ngầm và kỹ thuật ngầm khá là nhiều. Cho nên dự kiến chúng ta sẽ khởi công vào tháng 3 năm sau. Cho nên từ nay cho tới tháng 3 là chúng ta ký văn bản thỏa thuận là vì lý do đó. Thì chúng ta đang trong quá trình nâng cấp tất cả các thiết kế cơ sở, thiết kế thi công, thiết kế xây dựng. Và dự kiến là tháng 3 năm sau chúng ta bắt đầu khởi công, thì tới tháng 6 2026 là chúng ta sẽ bàn giao cho khách. Phí quản lý thì ở bên này cây xanh, hệ cây xanh nó nhiều hơn các cái khu như là Om Lu rồi River Walk, Onsen 2 thì chúng ta đang dự kiến là 20.000 trên 1 m² đất. Khu này thì cây cối cây xanh nhiều hơn, tiện ích bao quanh nhiều hơn, thì có thể dự kiến nó sẽ cao hơn khoảng 20%. Tuy nhiên chúng tôi sẽ thông báo các cái mức phí này á, nó cũng chỉ là mức phí áp dụng cho năm đầu tiên thôi anh chị. Mà năm đầu tiên á thì thường là chúng ta chỉ thu mỗi mức tượng trưng nó khoảng 20 tới 25.000. Còn những năm về sau khi khách đã về ở đông rồi thì nó sẽ tùy vào các ban quản lý khu dân cư, ban quản trị á, do chính cư dân bầu ra, và lúc đó họ quyết định là chọn theo đuổi cái tiêu chuẩn cao hay thấp hay là tinh giản, rồi sau đó cái mức phí thì nó sẽ tương đồng với cái chất lượng dịch vụ. Rồi năm đầu tiên thì nó khoảng 20 cho tới 25.000 nha anh chị. Ok, chúng ta đã hết tất cả các câu hỏi rồi. Bây giờ đó, onsen là cái khu mà được anh chị quan tâm khá là kỹ, bởi vì chúng ta cũng dựa trên cái mong muốn là mang tới cái kiến thức sát nhất và tốt nhất cho khách hàng. Thì Quyên cũng vừa giải đáp rất là chi tiết rồi. Cuối tuần này, cuối tuần sau, liên tục các tuần thì chúng ta sẽ có trung thu thưởng trà tại Đảo Hoa, và chúng ta sẽ có cái tuần ngay sau lễ thì cuối tuần đó chúng ta sẽ có một cái buổi private event tại biệt thự đảo. Về ngày thì chủ đầu tư sẽ chốt và báo lại các anh chị, và sẽ có phát hành thiệp mời. Dự kiến trước lễ thì chúng ta sẽ có thiệp mời. Rồi còn câu hỏi nào mà chưa trả lời kịp hoặc là anh chị chưa nghĩ ra thì các anh chị tổng hợp và gửi về cho giám đốc dự án của từng đại lý, và các anh chị sẽ kết nối sang với chủ đầu tư. Ok, cảm ơn các anh chị đã dành thời gian gần 2 tiếng ngày hôm nay rất là hiệu quả. Chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn Quyên. Cảm ơn anh Nguyễn. Bye bye mọi người. Chúc trung thu vui vẻ nha. Rồi chúc nghỉ lễ 29 vui vẻ, chúc trung thu vui vẻ.